xin chào tất cả quý vị hôm nay chúng ta cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả đặng thủy dương và tác giả gia phúc và câu chuyện đầu tiên của tác giả đặng thủy dương mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này và nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ cho duy thuận nhé cảm ơn quý vị rất nhiều bây giờ chúng ta đến với tập truyện đầu tiên nhé Thằng Bảo đi đâu mấy ngày nay mà bố không thấy Ông Khải 70 tuổi hỏi ánh Con dâu của mình về sự vắng mặt của cháu Đích Tôn Trong bữa sáng với cả gia đình Cùng vợ chồng con trai lớn và Thúy Em gái của Bảo Dạ cháu nó đi du học với bạn bè bố ạ Nó hứa hai ngày nữa sẽ trở về Ánh dịu dàng trả lời bố Sao anh chị không nói với tôi một tiếng Mấy ngày này tôi không thấy nó đâu Tôi cảm thấy rất lo lắng nó là cháu đích tôn của tôi mà ông khải chất vấn con trai và con dâu dạ bình thường cháu vẫn đi du lịch với các bạn có lần cháu còn đi cả tháng bố đừng lo lắng quá tôi không hiểu sao dạo này tôi luôn nằm mơ thấy ác mộng thế nên mỗi khi không nhìn thấy đủ mặt con cháu là tôi lại cảm thấy lo hôm qua tôi gọi điện cho nó nhưng không thấy nó nghe máy lát nữa tôi sẽ gọi lại để con nhắn tin bảo nó gọi điện cho bố Bố đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nha Thành, con trai lớn của ông Khải nói Chắc là nó ham chơi Nên mới không nghe máy của ông đấy thôi Tôi thì lại nghĩ khác đấy Chắc là nó không coi tôi là gì nữa rồi à, Kìa bố, để con nói chuyện với cháu Bảo lúc nào cũng yêu thương ông nội mà Anh chị liệu mà bảo bản nó Sau này cái cơ ngơi này sẽ thuộc về nó nếu nó làm không tốt thì mọi thứ sẽ sụp đổ nói rồi ông khải đứng lên rời khỏi bàn ăn trong khi người giúp việc vẫn mang thêm đồ ăn đến bà ta thấy ông cụ chưa ăn được bao nhiêu thì gọi với theo ông ơi ông ăn thêm đi ạ à? thôi khỏi tôi no rồi anh chị cứ ăn đi tôi đã vườn đi dạo một lúc ông cụ khải đi rồi hai vợ chồng ông thành cùng với thúy nói chuyện với nhau bố dạo này khó tính quá bà ấy nói với chồng em thông cảm cho bố đi người già mà không biết mấy năm nữa bố sẽ như thế nào có khi đến lúc đấy không ai đồng cảm được với ông đâu trừ anh bảo thúy lên tiếng cô cảm thấy ấm ức khi ông nội tỏ ra thiên vị anh trai mình hơn tất cả những người cháu khác trong gia đình dưới bố của thúy còn cô thu cô ấy cũng có một con trai và một con gái nhưng tất cả đều không được yêu thương bằng anh bảo ông nội không hề biết rằng cách đối xử của mình với các cháu sẽ làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng dù bây giờ ông vẫn còn khỏe nhưng ai cũng biết sau này tất cả tài sản của ông sẽ được để lại cho cháu đích tôn họa chăng những người còn lại chỉ được hưởng một phần nhỏ câu nói của thúy làm tâm trạng của bố mẹ cô trùng xuống đúng là ông cụ có phần thiên vị cháu trai đích tôn quá vì thế nên đã dồn nhiều công sức vào việc giáo dục nó để sau này nó trở thành người thừa kế xứng đáng nhất cho công ty của gia đình. Thôi được rồi, con ăn xong chưa? Bà hỏi Thúy, nếu ăn xong rồi thì đi học đi. Mỗi lần nói đến chuyện này bố mẹ đều lảng tránh thôi. Thúy tỏ ra không hài lòng nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô xách ba lô đứng lên đi ra khỏi phòng ăn, để lại sau lưng ánh nhìn ái ngại của bố mẹ. Thúy, chờ bố rồi bố đưa đi, ông Thành gọi với theo anh đi cẩn thận nhé bà anh dặn chồng tình cảm của hai người từ lúc mới cưới cho đến bây giờ chưa bao giờ phai nhạt lúc nào họ cũng đối xử với nhau rất tốt đến nỗi người ngoài luôn ca ngợi họ họ giống như cặp đôi bước ra từ ngôn tình vậy trên đường đến trường Thúy nói với bố bố ơi sang năm con lên năm hai con có được đi xe riêng đến trường giống như anh bảo không được chứ, nhưng sao con không để bố đưa đi như thế này? Con tùy đã lớn nhưng đi ô tô ra đường rất nguy hiểm. Con đã lớn rồi mà bố, anh bảo lúc mới lên đại học cũng được ông thưởng cho một cái ô tô BMW, trong khi con chỉ được ông tặng có 100 triệu, còn thấy ông thiên vị quá. Thôi được rồi, con thích xe gì bố sẽ mua cho con. Nhưng bố nói trước, con không được chọn xe đắt tiền như anh con đâu nhé. Thật đã à, bố Thế thì con thích một chiếc Mazda 3 màu trắng Ờ, ừ, bố biết xe đấy rồi Được rồi, sang tuần bố mẹ sẽ đưa con đi mua Nghe bố hứa, Thúy cảm thấy phấn chấn hơn hẳn Cô cảm thấy mọi người trong gia đình Luôn phải nghe theo lời của ông nội Nếu ông không cho phép Thì không ai được làm trái ý ông Nếu không sẽ phải lãnh nhận Một hậu quả thảm khốc Thật ra ông nội cô vốn là một chủ tịch Hội đồng quản trị về hưu đã bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường nếm trải bao nhiêu đắng cay gặp cỡ và đối phó với nhiều loại người thế nên ở ông nội luôn toát ra một vẻ oai nghiêm mà con cháu cũng như người ngoài phải tôn kính và sợ hãi sự nghiệp và gia sản mà ông nội để lại cho con cháu có thể khiến họ sống sung túc cả đời mà không cần lao động vất vả nhưng ông không cho phép ai ngồi chơi không cả ai cũng phải làm việc hết sức mình mới được hưởng những thành quả xứng đáng thúy chậu nghĩ không biết việc bố hứa mua cho mình một chiếc ô tô như thế này thì có làm ông phật ý không nhưng chẳng lẽ bố cô không thể tự quyết được một việc nằm trong khả năng của mình tuy bố cô đã kế thừa vị trí của ông trong công ty phải đến chục năm nay nhưng quyền quyết định mọi việc vẫn nằm trong tay ông thế nên nhiều khi bố của thúy có muốn thay đổi một điều gì đó theo ý mình cũng khó một khi ông nội cô đã quyết định chuyện gì thì không một ai có thể thay đổi thế nên cô thu khi kết hôn với người chồng hiện tại cũng phải rất vất vả đấu tranh thì mới được ông cho phép vốn dĩ ông nội muốn cô kết hôn với con trai của một quan chức nhưng cô nhất quyết phản đối thậm chí bỏ nhà ra đi cùng với người mình yêu và từ bỏ gia đình đến mức bị người của ông nội bắt về thì sau đó ông mới đồng ý sau đó bà nội cũng phải cố gắng thuyết phục và cầu xin thì ông mới thay đổi nhưng ông nói ông sẽ không bao giờ để cô Thu được hưởng bất cứ thứ gì. Đám cưới cũng phải tự tổ chức và ông sẽ không cho bất cứ đồng nào. Ngày cô đi lấy chồng, chỉ có bà nội và gia đình Thúy đến chúc mừng. Còn ông nội nhất định không tới. Thậm chí em họ của Thúy đỗ đại học ngoại thương. Ông nội cũng nhất định không thưởng cho em ấy một đồng nào. Chỉ có bà tặng cho cháu ngoài 20 triệu. Số tiền bà phải tích cóp trong những năm tháng đi làm. Nhắc đến bà nội, Thúy luôn nhớ bà vốn là một người hiền lành, khi còn sống cũng phải chịu đựng tính cách gia trưởng của ông nội rất nhiều. Nhưng khi qua đời thì thật sự quá bất ngờ và đầy đau thương. Ngày bà mất, Thúy và mọi người không ai nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy bà. Bởi bà hoàn toàn khỏe mạnh, trong suốt mấy năm trời chưa từng đi bệnh viện, ai cũng nói bà trẻ hơn so với tuổi thật của mình rất nhiều. Thế nên, khi trở về nhà, Nhìn thấy bà nằm trên vũng máu, hai anh em cô đều hoảng sợ. Họ cuống cuồng đưa bà đi cấp cứu nhưng không kịp nữa. Bác sĩ nói nguyên nhân tử vong của bà là do rơi từ trên cao xuống nên các bộ phận trong cơ thể dập nát hết. Ai cũng cảm thấy hoang mang trước chuyện này. Bình thường bà nội rất tỉnh táo, ban công lại có lan can khá cao. Một người trưởng thành không dễ dàng bị ngã từ trên cao xuống. Thế nên, nếu nói nguyên nhân do bà bất cẩn thì không ai tin chỉ có thể là có người đẩy mà thôi và lúc ấy trong nhà chỉ có một người duy nhất đó là ông nội thế nhưng không ai tìm ra được lý do tại sao ông nội lại đẩy bà nội từ trên cao xuống họ là vợ chồng bao nhiêu năm dù có hay mâu thuẫn cũng không đến mức phải làm vậy ông nội cũng biết mọi người nghi ngờ mình chính vì thế nên ông đã cấm tất cả không được nhắc đến tai nạn ấy nữa đồng thời cũng không nói đến bà nội nữa với lý do để yên cho bà ấy yên nghỉ ông cấm thì cấm như vậy nhưng trong lòng mọi người vẫn có sự hoài nghi họ chỉ dám bàn tán sau lưng thôi tuyệt đối không để ông nội biết thế nhưng bàn tán cũng chỉ là bàn tán lâu dần mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng nhất là người bị tình nghi là ông nội đâu có thể đưa ông tới cơ quan công an hay là mời công an đến điều tra về ông chứ các con cháu ai cũng thương tiếc bà nội nhưng cuối cùng cũng đành để mọi sự chìm vào hư vô thoáng một cái mà đã năm năm trôi qua rồi bà ơi cháu nhớ bà lắm thúy đến trường rồi con tiếng ông thành gọi khiến thúy như trở về thực tại con đang nghĩ gì thế ơ ừ, ờ, không con có nghĩ gì đâu à thôi con chào bố con đi học đây ạ thúy mở cửa xe bước xuống vẫy tay chào tạm biệt bố qua lớp cửa kính rồi mới đi vào trong trường Thủy mới được mấy bước thì từ đằng sau có một tiếng gọi khiến cô giật mình quay lại. Thúy, chào tớ với. À à, Minh, chào cậu. Hôm nay cậu đến trường muộn thế. Bình thường thôi, cũng đâu có muộn. Mà thế mới gặp được cậu chứ. <laughs> Hôm nay có bài thi giữa kỳ đấy, cậu đã ôn bài chưa? Chắc là lại đạt được 90 phải không? Xem ai nói kìa, cậu cũng toàn đạt điểm cao chót vót chưa đâu kém gì tớ mình là người mà thúy chơi thân quý mến từ khi lên đại học mình có rất nhiều đức tính tốt mà bất cứ cô gái nào cũng thích ví dụ như học rất giỏi và cũng ham học hỏi hào hiệp trượng nghĩa thẳng thắn nhưng lại có một nhược điểm duy nhất là nhà nghèo thúy không quan tâm đến chuyện đó bởi cô yêu mến mình là vì tính cách của anh chứ không phải vì bất cứ điều gì khác xét ra mình cũng không phải một người có ngoại hình quá đẹp trai nhưng không hiểu sao thúy lại thấy cậu ấy giống ông nội của cô. Nhiều lúc thúy cảm thấy có thể mình nghĩ quá, nhưng rõ ràng khuôn mặt của minh khi nhìn nghiêng lại càng giống ông, cứ như cậu ấy cũng là cháu của ông vậy. Có một lần thúy đã tò mò hỏi minh về ngoại hình của cậu giống ai trong gia đình, thì cậu ấy trả lời: bà nội tớ bảo tớ giống anh trai đã mất của bà. ông ấy ngày xưa cũng là một người có ý chí, nhưng không hiểu sao lại mất tích một cách bí ẩn cậu ạ. À. Gia đình tớ đã đi tìm nhưng không thấy. Thế nên mọi người nghĩ rằng có thể ông ấy đã gặp tai nạn và mất rồi Nhưng bà nội tớ không có can tâm Vì bà nghĩ rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thế nên bà luôn cố gắng tìm kiếm anh trai mình Thế nhưng từ khi tớ ra đời Bà nội tớ mới nguôi ngoài và rất yêu thương tớ Thế à, tội nghiệp ông ấy Có khi nào ông ấy gặp một tai nạn rồi bị mất trí nhớ không? Biết đâu ông ấy vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó thúy cố nêu ra một giả thuyết để mang hy vọng đến cho mình ai cũng hy vọng thế nhưng khả năng đó mong manh lắm thúy ạ à. cuộc nói chuyện ấy vẫn luôn nằm trong tâm trí của thúy tuy cô không nghi ngờ ông nội mình có thể có mối quan hệ bất chính nữa nhưng trong lòng thúy lại càng thấy không yên tâm hơn bởi người ta vẫn nói những người có khuôn mặt giống nhau thường hay có tính cách giống nhau liệu mình có khi nào trở thành một người giống ông nội cô không tuy hai người chưa có mối quan hệ thân thiết nhưng nếu sau này có thể tiến ra và tính cách của mình cũng biến đổi thành cực đoan giống ông nội cô thì chẳng phải cô cũng sẽ trở thành một người giống bà nội hay sao nỗi lo ấy cứ luẩn quẩn trong đầu thúy đến mức nhiều khi cô nhìn minh bằng ánh mắt lo lắng mà minh thì lại trêu đùa để cô yên tâm thế nhưng có lần thúy vẫn nói với minh không biết chừng tớ và cậu là họ hàng xa ấy nhỉ nếu thế thì tớ sẽ là em trai của cậu Ý cậu chê tớ già Thúy nổi giận Không, ý tớ là cậu chững chạc ấy <laughs> Thúy vẫn không tha Cô đánh vào người Minh mấy cái rồi mới thôi Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau vui vẻ Ở đằng xa Một số ánh nhìn ác ý đang hướng về phía họ Thằng mình thích con Thúy vì tiền là cái chắc Ừ, tao cũng không tin là chúng nó thích nhau là thật lòng đâu những lời đồn đại ấy đến tai minh và thúy thúy thì không quan tâm nhưng minh lại có phần mặc cảm nhưng nhờ thúy an ủi nên hai người vẫn chơi với nhau như bình thường những tưởng cuộc đời sinh viên cứ thế trôi qua trong yên bình không ngờ đến một ngày một chuyện động trời xảy ra khiến họ xa cách nhau đến nỗi suýt trở thành người xa lạ um, bố ạ à, bảo đã gọi điện cho bố chưa ạ bà hỏi han bố chồng khi vừa nhìn thấy ông bước xuống từ trên cầu thang nó gọi cho tôi rồi Nghe giọng nó đang phấn chấn lắm Dạ, cháu nói là đi du lịch với bạn bè Hết leo núi lại xuống biển Lâu rồi cháu cũng không đi chơi với các bạn bố ạ à. Tôi đâu có cấm cản gì Tôi chỉ dặn nó phải cẩn thận thôi Sợ xảy một cái là hối không kịp Lúc ấy hưởng hỏa nhà này ai lo Mà cô cũng không chịu sinh thêm cho tôi một thằng cháu trai nữa Chẳng may thằng Bảo có mệnh hệ gì Thì sau này tôi còn có người chống gậy chứ kẻ bố, bố vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn lắm. Thằng Bảo chắc chắn sẽ khỏe mạnh để sau này chăm sóc cho ông. Bà ánh cảm thấy ớt ức nhưng không dám nói gì trái ý bố chồng. Rõ ràng ông cụ biết sức khỏe của bà không tốt, thế mà lại cứ muốn bà sinh thêm con. Ngộ nhớ lần thứ ba là con gái thì lại phải sinh thêm lần nữa hả? À? Tôi cũng hy vọng thế, dẫu sao thằng Bảo cũng là niềm tự hào của tôi. Thế nhưng chị Ánh này, giả dữ có chuyện gì thì chị cũng đừng có trách tôi đấy bà ánh hiểu ý của bố chồng thế nhưng bà không còn cách nào khác ngoài việc nói dạ con hiểu ạ à. chồng bà từ xưa đến nay rất chung thủy với vợ nhưng cũng nhiều lần bị ông khải nhắc nhở về chuyện thằng con trai duy nhất chẳng phải ông thành cũng là con trai duy nhất của ông cụ hay sao ông ấy vẫn khỏe mạnh đến bây giờ đấy thôi tại sao ông cụ cứ nói gở cho cháu đích tôn của ông như vậy thúy vừa lúc ấy đi học về nghe được hết những lời ông nói cảm thấy không vui nhưng bà ánh đã dặn cô không nên để ý đến lời của ông nội làm gì nên cô chỉ cất lời chào rồi đi thẳng lên phòng ông cụ khải cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của thúy nên chỉ đi ra vườn cắt tỉa cây cảnh thú vui duy nhất của ông cụ sau khi về hưu trong lúc say sưa với thú vui của mình ông cụ ngừng tay lại vì có tiếng bấm chuông người giúp việc lại đi chợ và bà ánh cũng vừa đi ra ngoài nên ông cụ ra mở cửa cánh cửa to nặng mở ra trước mặt ông cụ là một thanh niên trẻ trung đi xe máy quay cũ người đó không ai khác chính là minh bạn cùng lớp của thúy cậu nhìn thấy ông cụ thì lễ phép chào cháu chào ông ạ à. ông cho cháu hỏi bạn thúy ạ à. cậu là ai tìm cái thúy cháu tôi có chuyện gì dạ cháu là minh bạn cùng lớp với Thúy Cháu đến đưa cho Thúy bài tiểu luận mẫu ạ Ông cụ Khải đưa mắt nhìn Minh từ đầu đến chân Ánh mắt ông cụ có vẻ không vui Hình ảnh cậu thanh niên này gợi nhớ cho ông cụ đến một người ông cụ rất muốn quên Nhưng cả đời này chắc chắn sẽ không thể quên được Ông cụ Khải toan lên tiếng hỏi thêm về Minh Thì Thúy đã từ trên nhà chạy xuống Cô đến bên ông nội nói Ông ơi, đây là bạn của cháu Cháu đang ngoài một lúc nhé cháu định đi đâu cháu ra hàng cà phê ngay đầu đường thôi mà ông cháu đi một lúc rồi về ngay ừ đi về rồi vào ông nói chuyện câu nói ấy của ông mang lại cho thúy một cảm giác bất an có khi nào ông nội lại muốn ngăn cản chuyện tình cảm giữa cô và minh dù hai người cũng chưa có gì sâu đậm chuyện của cô thu đã làm ông nội phải bẽ mặt với mọi người rồi ông sẽ không bao giờ để nó lặp lại lần hai Ông cụ Khải nhìn Thúy leo lên xe của Minh Không nói gì dù Minh đã cất lời chào Lặng lặng đóng cửa rồi đi vào nhà Minh nói với Thúy Hình như ông cậu không thích tớ thì phải Cậu đừng để ý Ông nội tớ luôn tỏ ra lạnh lùng khi gặp ai đó lần đầu tiên Cậu không phải là ngoại lệ Thế à Tớ thì lại nghĩ những người giàu có Luôn nhìn người nghèo bằng ánh mắt như vậy Vừa nói mình vừa đưa mắt nhìn lên nhà Thúy Nhà của Thúy có tận 10 tầng Đã thế này rất lớn Đi từ đầu phố đã thấy rồi Từ lúc chơi với Thúy cho đến nay Mình chưa bao giờ quan tâm đến gia cảnh của Thúy Nhưng cũng nghe mọi người nói nhà cô rất giàu Và bản thân mình cũng nhìn thấy cảnh bố và anh trai của Thúy Đưa cô đến trường bằng ô tô mấy lần Người thì đi BMW Người thì lái Maserati chẳng trách mọi người vẫn nói anh chơi với thúy vì tài sản thật ra ngoài việc là con nhà giàu thúy còn nổi danh trong trường vì nhan sắc và thành tích học tập cũng như các hoạt động sinh hoạt tập thể thế nên cô luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều nam sinh trong đó có mình về phần thúy thúy chỉ chơi thân với mình cô không bận tâm đến những lời đồn đại ác ý cô luôn mong hai người sau này ra trường sẽ tìm được một công việc tốt và có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Thật ra bố cô nói sau khi ra trường, cô phải đến công ty của gia đình làm việc. Nhưng Thúy lại muốn tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào gia đình. Cô muốn mọi người công nhận khả năng của mình, cũng là để mình bớt mặc cảm nếu tình cảm của hai bên có thể phát triển. Cậu ở đừng nghĩ thế, ông nội tớ không khinh bỉ gì ai đâu. Bọn mình đã quán cà phê đầu đường nhé. Trước mặt hai thanh niên bây giờ là hai cốc nước cam Họ thảo luận về bài tiểu luận sắp tới Cùng làm với họ còn có hai người bạn nữa Nhưng hôm nay mình đến bàn luận với Thúy trước Dẫu sao họ cũng tâm đầu ý hợp và học tốt hơn Sau khoảng một giờ thảo luận Cả hai đã đưa ra được dàn ý hoàn hảo Và phân chia nhiệm vụ cho từng người Mình đưa Thúy về tận nhà Điều làm cậu bất ngờ là ông nội của Thúy vẫn đang đứng chờ cháu trên thềm cửa. Mình lễ phép chào nhưng ông cụ Khải chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi nói với Thúy Cháu à, đi vào đây ông nói chuyện Thúy cảm thấy ngại ngùng khi ông nội cư xử với bạn của cô như vậy Chắc hẳn mình sẽ cảm thấy mặc cảm khi cả hai gặp lại nhau ở trường vào ngày mai Thúy đi theo ông nội vào trong nhà mà trong lòng cảm thấy nặng nề Cô biết được ông sắp nói chuyện gì Ông cụ Khải ngồi xuống ghế trước Sau đó chỉ cái ghế đối diện rồi nói với Thúy Cháu à, ngồi xuống đi Thúy vừa ngồi xuống Ông nội đã hỏi cô Cậu thanh niên vừa rồi là bạn cùng lớp với cháu à? Vâng Cậu ấy tên là Minh Cháu thấy cậu ấy lễ phép chào ông hai lần Tại sao ông gật đầu một cái? Thúy nói tỏ ý trách móc Có vẻ nhà của cậu ta không giàu phải không? Ông cụ Khải hỏi một câu không liên quan gì đến câu nói của Thúy Ông à Bọn cháu chỉ là bạn Giàu nghèo quan trọng gì à? tại sao lại không quan trọng trước đây của thù đã cãi lời ông để yêu và lấy một người không có tiền đồ trong tay kết quả là phải sống một cuộc sống nghèo khổ ông không muốn cháu cũng đi vào vết xe đổ ấy ban đầu cô của cháu và thằng ấy cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi đấy nhưng cháu thấy cô ấy rất hạnh phúc chú rất yêu thương cô hai em cũng ngoan ngoãn nghèo về vật chất cũng đâu có sao ạ à. với lại sau này dù cháu và mình yêu nhau thì cháu tin là mình sẽ thành đạt. Tin, niềm tin vớ vẩn. Ông cụ Khải nói lớn. Cô cháu ngày trước cũng tin như thế, kết quả thì sao? Ông không muốn sau này cháu cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đang sống một cuộc sống sung túc, tại sao lại muốn đi xuống đáy? Bố cháu nói tuần sau sẽ mua ô tô cho cháu. Lẽ ra ông không phản đối. Nhưng bây giờ thì đừng hỏng. Tài sản nhà này không phải để phục vụ bọn khố rách áo ôm. Cháu không cần Thúy vừa nói vừa khóc rồi bỏ chạy lên phòng Đúng lúc ấy bà Ánh đi về Thấy cảnh tượng đó thì hỏi Con chào bố Có chuyện gì thế hả à? Chị về đúng lúc lắm Lên dạy dỗ lại con gái chị đi Tôi mới nói đã cái Thế này thì sau này làm sao mà nên người được Nói rồi ông cụ Khải đi vào trong phòng riêng Đóng cửa đánh sầm Để thể hiện sự tức giận của mình Bà anh biết giữa hai ông cháu đang mâu thuẫn Nên chỉ đi lên phòng của Thúy rồi gõ cửa Con gái ơi Mở cửa cho mẹ Thế nhưng bà anh chỉ nghe thấy tiếng khóc của con gái vọng ra Bà biết lúc này có nói gì Thì Thúy cũng đang cảm thấy rất tổn thương Tính tình của ông cụ Khải như thế nào Không phải bà không biết Chắc chắn ông nội đã có những lời lẽ nặng nề Lên Thúy mới cảm thấy tổn thương như vậy Bà sẽ nói chuyện với Thúy sau Còn bây giờ cứ để con bé khóc một trận thỏa thích, chứ nói nhất định không nghe lời ai lúc này đâu. Tối hôm ấy, khi mọi người ngồi quây quần và bàn ăn tối, Thúy không xuống, bà ánh lên gọi cũng không thấy cô trả lời. Mở cửa ra thì đã không thấy cô ở trong phòng từ khi nào rồi. Tuy Thúy đã lớn, nhưng bà vẫn lo sợ con có thể nghĩ quẩn. Nhất là điện thoại lại không mang theo. Bà đi xuống nói với chồng, ông Thành toan đứng lên đi tìm thì bị ông cụ Khải ngăn lại không phải đi tìm nó có chân đi thì phải có chân về anh chị cứ nuông chiều nó quá rồi sinh hư ngồi xuống ăn cơm đi thế là hai vợ chồng không dám cãi lời bố nhưng trong lòng luôn hy vọng thúy được bình an sau bữa tối ông thành đi tìm con nhưng ông đi rạc cả chân đi hết những nơi thúy có thể đến nhưng không thấy con gái đâu thời gian thúy rời khỏi nhà mới chỉ mấy tiếng đồng hồ chưa đủ để đi báo công an Bà ánh ở nhà chờ con Đến 11 giờ đêm thì thấy mình đưa Thúy về Trong tình trạng say mềm Bà vội chạy ra đỡ con Lo lắng nhìn mình Mình hiểu ý liền nói Cô đừng lo Bạn ấy uống say quá nên cháu đưa bạn về Có người gọi điện cháu mới biết Nếu không thì cháu sẽ không để bạn ấy uống như thế đâu ạ à. Cô đưa bạn ấy lên phòng nghỉ đi Cháu về đây ạ à. Cháu chào cô Đúng lúc ấy Ông cụ Khải đi ra Thấy cảnh tượng ấy thì nổi giận quát lớn Còn gái còn đứa bế thai như thế này à Còn gì là gia giáo nữa Bà Ánh đưa con gái lên phòng Còn Minh thì vẫn đứng im nhìn theo Thúy Ánh mắt của ông nội Thúy nhìn cậu không chút thiện cảm Khiến cậu cảm thấy mình giống như một tù nhân Đứng trước mặt quan tòa chờ phán xét tội lỗi của mình Thế nhưng mình không sợ hãi Cậu vẫn chào ông cụ rồi đi về Ông cụ Khải vẫn không chào lại cậu sinh viên nghèo nhưng lại hỏi một câu khiến cậu cảm thấy tự ái cậu không lợi dụng lúc cái thúy say mà làm gì con bé đấy chứ ừ, dạ cháu không phải loại người đó đâu ạ à. ông đừng nghĩ vậy cháu xin phép ông cháu về mình nhanh chóng đi ra khỏi tư sinh của ông chủ tịch về hưu đúng lúc ông thành cũng trở về cậu lấy phép chào ông ấy và được ông ấy cảm ơn nhưng ấn tượng tốt bố mẹ của thúy để lại trong cậu vẫn không thể so sánh bằng cảm xúc tiêu cực ông nội cô ấy để lại ông cụ nghĩ cậu nghèo mà có thể muốn nói gì thì nói sao có lẽ từ bây giờ cậu sẽ tránh xa thúy một chút cậu không muốn cô ấy khó xử khi ông nội mình tỏ ra không thích cậu thúy sau một đêm ngủ say thì sáng hôm sau cũng trở nên tỉnh táo nhưng cô không nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua tiếng có cửa vang lên khiến thúy giật mình chắc là mẹ cô đang muốn biết con gái đã tỉnh dậy chưa thúy vội đi ra để mở cửa nhưng trước mặt cô không phải là mẹ mà là ông nội tuy không nhớ được chuyện mình đi uống rượu tối qua nhưng thúy vẫn nhớ tại sao mình lại bỏ đi thế nên cô cảm thấy rất giận ông nội ông cụ khải biết điều đó khi nhìn vào mắt cô nhưng ông ta không quan tâm đến điều đó ngay lập tức cha hỏi tối qua cháu đã đi uống rượu ở đâu cháu đến một quán bar thôi thúy trả lời lạnh lùng còn gái còn đứa uống đến say đến mức không nhớ ra mình là ai, không thể tự về nhà. như thế thì còn thể diện gì nữa? cháu biết mình không làm gì quá đáng, cũng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. lại còn nói như vậy. hôm qua cháu có biết bố cháu đã phải đi tìm cháu vất vả như thế nào không? Thủy im lặng không nói, còn ông nội cô thì vẫn la mắng. say đến mức không tự về nhà được, để một thằng con trai đưa về, có khi nó làm gì cũng không biết. Thì ra chuyện tối qua mình đưa cô về là thật Nhưng cô không nhớ rõ Bây giờ nghe ông nội nói Mọi chuyện mới dần xuất hiện trở lại trong tâm trí cô Thế nhưng Điều làm cô cảm thấy khó chịu Là thái độ của ông nội dành cho mình Tại sao Ông cứ ác cảm với cậu như vậy Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy nghèo hay sao Thúy phản bác Cậu ấy đâu có làm gì cháu Mà ông lại nói như vậy May là nó chưa làm gì cháu nếu không thì ông không tha cho nó đâu Nói rồi Ông cụ Khải quay lưng đi xuống nhà Để lại sau lưng là sự ấm ức của Thúy Cô không thể hiểu được Tại sao ông nội lại cứ ghét mình như vậy Tối qua tại sao cậu ấy lại xuất hiện bất ngờ Và đưa cô về Cô phải nhắn tin cho cậu ấy cảm ơn mới được Nhắn tin cho Minh xong Thúy đi vào VKC để đánh răng Ở bên ngoài bà ánh cũng đi vào Thấy con gái đã dậy thì hỏi con cảm thấy trong người thế nào? đáp lại chỉ là tiếng nước từ vòi. nhưng năm phút sau thúy trả lời, ừ, con khỏe. tối qua con làm bố mẹ lo lắng lắm mà. con xin lỗi. chưa còn gì nữa. con có biết con đã làm bố mẹ và ông nội lo đến đứng ngồi không yên không? bố còn đã phải bỏ cả cuộc họp trực tuyến với đối tác để đi tìm con đấy. vậy à? liệu công ty chúng ta có thiệt hại gì không mẹ? không sao bố con đã sắp xếp được rồi Từ lần sau con không được làm như thế nhé Mẹ ơi, tối hôm qua mình đưa con về đấy Mẹ thấy cậu ấy thế nào? Ừ thì trông cậu ta cũng đáng tin cậy Nhưng mẹ thấy cậu ta trông giống ông nội con Mẹ cũng nghĩ là như vậy à? Ừ, nếu không phải người trong nhà Thì mẹ còn nghĩ cậu ấy là cháu của ông nội con ấy chứ Tính cách cậu ấy thế nào? Dạ, tốt lắm mẹ Thế nên con mới thích cậu ấy Thật ra con đã lên đại học rồi Bố mẹ cũng không cấm con yêu đương Nhưng vẫn phải đặt việc học lên đầu Sau này ra trường tìm được việc làm Thì có thể thoải mái hơn Thế nhưng Ông nội có vẻ không thích cậu ấy Thúy buồn bã nói với mẹ Cậu ấy chào hỏi Nhưng ông nội còn không đáp lại một câu Tính cách của ông nội vốn lạnh lùng mà con Bà anh nói đỡ cho bố chồng Dù biết tính cách của ông ngày trước nếu không phải gia đình bà cũng có điều kiện thì có lẽ ông cụ khải sẽ không bao giờ chấp nhận bà làm con dâu bây giờ nghe con gái bà nói bà cảm thấy lo lắng bởi câu chuyện giống như đời trước có thể lặp lại cho con gái bà còn hiểu tính ông mà mẹ ông không thích những người có xuất thân hèn kém bà anh biết mấy lời nói đỡ của mình không thể an ủi được thúy nhưng bà vẫn khen ngợi minh mẹ thấy cậu ấy sau này sẽ có tiền đồ đấy thì con được sống trong nhung lụa nhưng mẹ rất vui vì con không có tính cách chê bai những người có hoàn cảnh khó khăn con chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng nhé thúy nghe mẹ nói thì vui lắm nếu mẹ không phản đối thì cô cũng cảm thấy yên tâm hơn hy vọng bố cũng không có ác cảm với mình tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đến thúy vội cầm điện thoại lên xem cứ nghĩ là tin nhắn của mình nhưng lại là tin quảng cáo bình thường mỗi khi cô nhắn tin mình thường trả lời lại ngay nếu không bận gì có lẽ cậu ấy đang có việc gì đó nên chưa trả lời cô thôi dẫu sao lát nữa đến trường thúy cũng được gặp minh nên cô không nghĩ gì nhiều sau khi mặc đồ xong thì xuống nhà ăn sáng bây giờ cô chỉ mong không phải nghe những lời phản nàn của ông nội chứ không thì sáng nay sẽ đầy mây đen u ám mất cũng may ông nội cô trong suốt bữa sáng không nói gì về chuyện đó nữa Thế nhưng Thúy cũng cố gắng ăn xong thật nhanh rồi đi học. Ông Thành cũng không nói gì về chuyện chiếc ô tô ông hứa mua cho Thúy nữa. Có lẽ là do ông bị ông cụ khải cấm. Đến trường, Thúy vừa xuống xe đã thấy mình đang đi bộ vào trường. Cô vội chạy đến vỗ vào lưng cậu. Hello, cảm ơn cậu tôi cả đã giúp đưa tớ về nhé. Không có gì. Nói rồi Minh càng bước đi nhanh hơn. Đợi đã, sao cậu đi vội thế? Sao qua cậu biết tớ ở đó mà đến đưa tớ về vậy? Tớ đến đó phỏng vấn thôi Lúc đi ra thấy cậu đang say Mọi người hỏi số điện thoại của cậu Nhưng cậu không nói nên tớ đã đưa cậu về Từ nay cậu đừng uống rượu như thế nữa Ờ ừ, Vì ở tối qua tớ có chuyện buồn thôi Mà sáng nay tớ nhắn tin cho cậu đấy Cậu có nhận được không? Ừ, tớ có Nhưng bị bận nên không trả lời cậu được Tớ muốn xin lỗi về thái độ của ông nội tớ dành cho cậu ông tớ không có ý xấu đâu chẳng qua là vì ông nội tớ không gần gũi với người lạ thôi không sao chúng ta bàn lớp đi nói rồi mình đi trước thật nhanh như cố tình không để thúy theo kịp còn thúy thì cảm thấy thái độ của mình thật lạnh lùng và xa cách giống như hai người lần đầu gặp nhau nhưng cô không nghĩ rằng nguyên nhân là do thái độ của ông nội từ đó mình ít nói chuyện với thúy hơn chủ động tạo khoảng cách với cô ở bất cứ đâu anh không muốn mang tiếng lợi dụng cô gái nhà giàu này như mọi người lâu nay vẫn nghĩ nữa bảo anh trai của thúy từ ngày đi du lịch trở về thì luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ trong giấc mơ ấy anh mơ thấy mình đi đến một nơi hoang vắng và anh cứ đi mãi đi mãi nhưng không thấy bất cứ ai bảo không thấy bất cứ một người bạn nào đi cùng mình nhưng anh không cảm thấy hoang mang bất chợt từ trước mặt anh xuất hiện hai người thanh niên bảo không hiểu họ từ đâu ra ban đầu anh còn nghĩ mình gặp ảo giác nhưng khi nghe thấy họ nói chuyện với nhau bảo mới biết họ là người thật bảo đi theo họ chợt anh thấy một trong hai người có khuôn mặt rất quen hình như anh đã gặp ở đâu rồi một người nói với người còn lại khải tuần sau tôi đi vào sài gòn rồi tôi sẽ xem xét trong đó tình hình có ổn không rồi sẽ nhắn với ông ờ ừ, cảm ơn ông ông đối xử với tôi tốt quá Ông sẽ vào đó với bà ngoại ông à Ờ Bà cụ đang mong tôi lắm Nhất là sau khi bố mẹ tôi mất Thế còn em gái ông Liệu con bé đó có đi cùng ông không ừ, Không Nó ở ngoài này học nốt Số tiền trúng số tôi sẽ để cho nó Một phần ba để lo liệu cuộc sống Hai người cứ mải mê nói chuyện Mà không để ý đến sự có mặt của bà Bà cũng thấy ngạc nhiên Khi anh cố gọi Và nói chuyện với họ như thế nào họ cũng không biết đến sự hiện diện của anh cứ như bảo là người vô hình vậy bảo cũng không sao giải thích được chuyện này đành đi theo họ để biết đường đi anh cũng quan sát kỹ hai thanh niên này và nhận ra người tên khải chính là ông nội của mình thời trẻ ông đang đi với ai thế nhỉ bảo rất muốn biết nhưng anh cố gọi ông thế nào cũng không nhận được tín hiệu hồi đáp ba người đi được thêm một đoạn đường nữa khi đến một nơi có một hòn đá lớn Người thanh niên kia không nén nổi sự tò mò Mà đứng lên đó Anh ta đứng lên đó Đưa mắt nhìn khắp mọi nơi Nhưng vào lúc không cảnh giác Bất chợt bị ông nội anh Rút từ trong người ra một con dao Và đâm túi bụi Bảo kinh hái hét lên Nhưng ông nội anh vẫn không dừng tay Vẫn tàn ác đâm chết người bạn của mình Rõ ràng sự có mặt của Bảo ở đây Chỉ là một sự bí ẩn Nhưng nó lại giúp anh nhìn rõ Toàn bộ hành động tội ác của ông nội bảo cố nhìn kỹ khuôn mặt của tên sát nhân thêm một lần nữa rõ ràng đó là ông nội anh thời trẻ trong phòng khách bây giờ vẫn treo những hình ảnh từ thời thanh niên của ông bảo đã nhìn thấy chúng cả ngàn lần rồi thế nên không thể có chuyện anh nhầm lẫn nhất là người kia còn nói một lời cuối cùng khải tại sao mày lại làm thế rồi mới tắt thở ông nội anh sau khi giết chết bạn thì lấy ra trong ba lô đang đeo sau lưng một con dao lớn lạnh lùng dùng nó chặt phăng đầu và những bộ phận cơ thể của người kia. Hình ảnh lúc đó quá ghê rợn nên Bảo đã nhắm mắt lại. Nhưng vì anh muốn biết hết tưởng tận mọi chuyện nên đã mở to mắt để chứng kiến đến tận cùng. Sau khi phanh thay nạn nhân, Khải đã đem vứt mỗi thứ một nơi. Bảo nhận thấy nơi này là rừng núi nên khi ông nội mình vứt thi thể của người thanh niên kia thì những thứ đó rơi vào những bụi cây và biến mất trong màu xanh sâu thẳm của núi rừng. Trên mặt đất nơi xảy ra vụ án vẫn còn nguyên những vết máu. Tuy ở trong mơ, nhưng Khải vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Bóng bầu trời tối đen như mực, từng giọt mưa rơi xuống rửa trôi dấu vết của tội ác, giống như muốn bao che cho kẻ sát nhân. Uỳnh, một tiếng sấm vang lên, soi đó khuôn mặt của kẻ sát nhân. Lúc này bảo lại thấy đó không phải là ông nội mình lúc trẻ, mà chính là ông nội thời bây giờ. Cũng như mọi đêm, đó là lúc bảo tỉnh giấc Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc mơ này Bây giờ đang là 3 giờ sáng Ở bên ngoài trời đang mưa rất to Giống như trong giấc mơ vừa rồi Khung cảnh tối đen như mực Nhưng một tia chớp lóe lên khiến bảo giật mình nhìn ra cửa sổ Trước mắt anh là bà nội đã mất Bà đang nhìn anh với ánh mắt âu yếm Nhưng cũng đầy đau thương Nhưng cũng chỉ kéo dài trong mấy giây rồi biến mất Thúy và Bảo đang đi du lịch ở một nơi cách xa thủ đô. Vì đang kỳ nghỉ cuối kỳ nên họ muốn đi đâu đó xa một chút để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho học kỳ sắp tới. Không khí ở nơi này quang đãng khiến tinh thần của Thúy trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cô nói với anh trai. Em không nghĩ anh để rủ em đến đây mà không phải là một resort nào đó như mọi khi. Nơi này không có nhiều khu nghỉ mát nhưng cảnh quan rất đẹp, phù hợp với thanh niên trẻ tuổi như anh em mình. Tiếc là không rủ hai em nhà cô Thu đi cùng được. Thật ra anh đi chuyến này cũng không muốn rủ hai đứa nó đi cùng. Bảo chậm ngâm. Sao thế anh? Bình thường bốn chúng ta vẫn xin bố mẹ và cô chú đi chơi riêng mà. Thúy thắc mắc. Rồi em sẽ hiểu. Bảo nói một câu ngắn gọn, nhưng Thúy thì chưa thể hiểu được ý của anh trai. Cô Toan hỏi thêm thì bỗng nhìn thấy mình đang từ xa đi tới. Tuy bây giờ hai người ít nói chuyện với nhau, nhưng mỗi khi nhìn thấy mình cảm xúc trong lòng cô lại dâng lên cô nói với anh trai đang đi bên cạnh anh ơi mình bạn em kìa Minh nào có phải cậu thanh niên học cùng lớp em và có khuôn mặt giống ông nội không Đúng vậy sao cậu ấy lại ở đây nhỉ em ra nói chuyện với cậu ấy nhé Ờ đi đi anh về khách sạn trước có gì thì gọi cho anh thế là hai anh em thúy và bảo mỗi người đi một hướng Thúy chạy đến chỗ mình Chào hỏi cậu ta Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây Cậu cũng đến đây nghỉ mát à Ừ Tớ cũng không ngờ có thể gặp cậu ở đây đấy Cậu đi với gia đình à Không Tớ đi với anh trai tớ thôi Thế còn cậu Tớ đi một mình Nghe vậy Thúy bén lén đề nghị Chúng ta có thể đi dạo cùng nhau được không Được Mình trả lời Cậu ghét tớ lắm mà không chưa bao giờ tớ ghét cậu ngược lại tớ còn rất quý mến cậu cậu là cô gái duy nhất tớ có tình cảm từ khi biết suy nghĩ và nhận thức vậy tại sao cậu cứ tránh mặt tớ tớ chỉ là tớ không muốn cậu bị ông nội cậu mắng thôi hoàn cảnh của chúng ta khác nhau tớ không muốn bị người khác đánh giá tớ biết từ khi cậu chơi với tớ nhiều người đã có những lời lẽ không hay trong đó có ông nội tớ nhưng tớ không quan tâm còn cậu bị ảnh hưởng thì tớ cũng không biết phải làm gì thế nhưng chúng ta không thể là bạn được hay sao chúng ta vẫn luôn là bạn mà mình trả lời thế thì cậu đừng tránh mặt tớ nữa nhé nhiều khi tớ nhắn tin cậu chỉ trả lời qua loa gọi điện cậu không nghe máy trên lớp thì cậu không nói chuyện với tớ cậu có biết cậu làm như vậy là tớ rất buồn không tớ xin lỗi nhưng tớ không thể tiếp tục mối quan hệ với cậu Tớ không chịu nổi ánh mắt của ông nội cậu nhìn tớ Tớ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm Nghèo đâu có phải là tội Bây giờ mình mới nói ra lý do lạng tránh Thúy Thúy cảm thấy rất đau lòng Nhưng không biết phải làm gì Tất cả đều là do ông nội cô gây ra Ông không muốn chuyện của cô Thu lặp lại thêm một lần nào nữa Mất mặt một lần là đủ rồi Thế nhưng nếu hai người chỉ là bạn Thì tại sao mình lại phải tránh né Thúy lên tiếng nếu chúng ta chỉ là bạn thì chuyện đó đâu có thay đổi được gì chúng ta vẫn có thể nói chuyện bình thường ở lớp nhưng đằng này cậu lại tránh mặt tớ có phải cậu không muốn tình cảm của chúng ta đi quá xa để đổi bị ông nội tớ ngăn cản không bị thúy nói chúng tim đen mình ngượng ngùng không biết phải nói gì nữa đúng là cậu có tình cảm với cô nhưng khoảng cách giữa cậu và cô lớn quá cậu không thể bắt thúy cãi lời ông nội và thậm chí là bố mẹ để đến với cậu bây giờ đang ngồi trên ghế nhà trường là một sinh viên giỏi Nhưng không có gì đảm bảo sau này Mình sẽ trở thành một người thành đạt Và có thể lo lắng được cho Thúy Trong khi bố mẹ của cô hoàn toàn Có thể tìm được những người tốt hơn cho con gái Thúy nói tiếp Tớ biết cậu đang nghĩ gì Hôm nay tớ cũng không ngần ngại Mà nói hết tình cảm của mình dành cho cậu Tớ thật lòng thích cậu Hơn cả tình bạn Nếu cậu cũng thích tớ Thì chúng ta sẽ tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè Tớ sẽ không để bất cứ ai xen vào mối quan hệ của chúng ta cậu có thể không nghe lời ông nội cậu sao thế còn bố mẹ cậu tớ nghĩ họ cũng không thích tớ bố mẹ tớ không tỏ ý phản đối chuyện tớ quen cậu chỉ có ông nội tớ thôi mình nghe vậy thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều bao lâu này cố gắng tránh mặt thúy khiến cậu rất khổ sở bây giờ thì cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc mình không ngờ chuyến đi này lại có thể mang đến cho cậu niềm vui mà cậu không ngờ tới thế nhưng mình vẫn hỏi thúy một câu mà cậu luôn cảm thấy bất an nếu sau này tớ không thể kiếm được nhiều tiền không thể đem lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc thì cậu có hối hận vì đã chọn tớ không không thúy mỉm cười trả lời dứt khoát tớ tin sau này cậu sẽ thành công tớ tin tớ sẽ không chọn sai người câu nói của thúy làm minh phấn chấn hơn rất nhiều cậu nắm bàn tay mạnh rẻ của thúy hai người tiếp tục đi dạo trên con đường thưa thớt vắng người. Thúy hỏi Minh: cậu đang thuê phòng trọ ở đâu? Tớ thuê một phòng ở chung với một gia đình người dân thôi. Tớ làm gì có điều kiện thuê khách sạn. Vậy à, nhà dân ấy ở đâu? Cậu dẫn tớ tới được không? Tớ và anh Bảo thuê phòng ở khách sạn gần Hồ Thiên Thanh. Nếu thế thì cách không xa chỗ tớ đang ở. Bây giờ chúng ta đi dạo một vòng hồ nhé. Mình đề nghị đôi bạn trẻ nắm tay nhau cùng đi dạo, điều mà lâu lắm họ không thực hiện. Khi đi gần hết một vòng hồ, họ nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ trong bụi cây gần đó. Mình cảm thấy có chuyện không bình thường đang diễn ra thì nói với Thúy. Cậu ở đứng yên đây để tớ đi xem thế nào. Nói rồi, mình đi vào trong bụi cây. Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên một tảng đá với một cái chân bị thương. Thấy bộ dạng của ông ta đáng thương thì Minh hỏi chú có sao không tôi bị gãy chân cậu làm ơn giúp tôi với mình nhìn kỹ bộ dạng của người đàn ông thấy ông ta không có vẻ gì đáng nghi thì quyết định đến gần giúp đỡ ông ta thế nhưng khi cậu chạm vào chân ông ta thì sững sờ nhận ra người đàn ông này không phải bị gãy chân mà là bị ai đó chặt chân máu từ phần cơ thể phía trên cứ chảy xuống không ngừng khiến mình bối rối tay cậu dính đầy máu cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này nhưng khi cậu vừa lên tiếng hỏi thăm thì ông ta đã trả lời cậu bằng một giọng thần bí tôi là người cậu đã mơ thấy liên tục bao nhiêu đêm chính tôi là người đã dẫn cậu đến đây cậu không nhận ra sao mình kinh ngạc không nói lên lời hóa ra người đàn ông này là một hồn ma và ông ta là anh trai của bà nội cậu lý do mình đến đây không phải là để đi du lịch như đã nói với thúy mà là để đi tìm hài cốt của người này Thế nhưng Mình đã đến đây mấy ngày rồi Mà không thể tìm thấy gì Bây giờ giữa ban ngày lại gặp ma dẫn đường Hồn ma khuyên cậu Nên để Thúy là người phát hiện ra hài cốt của mình Ngay bây giờ Để nếu kẻ thù ác muốn ra tay Thì không thể làm gì được Thúy chợ ngoài thấy lâu quá thì đi vào trong tìm Cô không thấy mình đâu Nhưng lại nhìn thấy những vết máu Những vết máu đó in rõ trên mặt đất tạo thành một con đường nhỏ khiến Thúy cứ mơ hồ đi theo. Cuối cùng cô đến một nơi hoang vu, ngay gần đó là vách núi. Thúy đang hoang mang không biết mình đang ở đâu thì cô nhìn thấy một con chó hoang đi qua và trong mồm nó đang ngậm một thứ gì đó, hình như là một khúc xương trắng. Con chó hoang tỏ ra không quan tâm đến sự có mặt của Thúy, nhưng nó lại tha khúc xương đến trước mặt Thúy. Cô ngạc nhiên trước biểu hiện kỳ lạ của nó. Nhưng cũng tò mò cúi xuống xem thứ nó tha đến Thúy cầm khúc xương lên xem Thứ này dài hơn những khúc xương lợn xương động vật Và quan trọng hơn là quanh đây không có bất cứ nhà dân nào nuôi lợn nuôi châu bò Nên sự xuất hiện của khúc xương này là một điều bất thường Sau khi quan sát kỹ khúc xương Thúy kinh hãi nhận ra đây là xương người Còn chó hoàng thấy biểu hiện của Thúy thì nhìn xuống vực rồi sủa ẩm lên Ý muốn nói ở dưới đó vẫn còn nữa Đưa mắt nhìn xuống vực sâu Thúy cảm thấy chóng mặt Nhưng cô linh cảm có chuyện không lành Cô giữ bình tĩnh Thúy lấy điện thoại ra gọi cho anh trai Và Minh Nhưng chỉ có anh trai nghe máy Còn Minh thì không Chừng 30 phút sau Bảo xuất hiện Khi nhìn thấy em gái cùng khúc xương trắng Thì kinh ngạc lắm Tại sao anh cố công đi tìm Thì không thấy Trong khi Thúy không biết gì về chuyện này Thì lại thấy Bảo hỏi em Tại sao em tìm được thứ này vậy em không biết chú chó này thà đến trước mặt em em linh cảm có chuyện không lành nên gọi cho anh em thấy nó giống xương người bình tĩnh đã nào em đã gọi cho công an chưa em gọi rồi chắc họ sẽ đến ngay đấy bảo nhìn em bằng ánh mắt có chút trách móc nhưng ngay sau đó thì bình thường trở lại mục đích của anh là tìm ra sự thật mà đâu phải là muốn che giấu nó người gây ra tội ác là ông nội anh tuy ông đã già nhưng điều đó đâu có nghĩa là ông có thể trốn tránh được sự trừng phạt của luật pháp Bà nội anh đã nói anh không được khoan dung với kẻ xấu Như thế là tự mình gây tội ác Hai anh em chờ thêm một lúc thì công an đến Họ lấy lời khai và đưa người xuống vách núi tìm kiếm Kết quả là họ tìm thêm được khá nhiều những khúc xương khác Nhưng họ phải đưa về cơ quan giám định rồi mới đưa ra kết quả Thúy cũng bày tỏ sự lo lắng với họ Cháu đi cùng một người bạn không biết bây giờ bạn ấy có được an toàn không? Cháu sợ nhớ bạn ấy gặp nguy hiểm Công an chấn an Thúy Và cử người đi tìm kiếm mình Họ không mất nhiều thời gian Khi tìm thấy mình bị đánh ngất Ở một nơi cách đó không xa Thật ra, mình không hề bị ai tấn công Cậu chỉ muốn theo dõi Hai anh em Thúy và Bảo Để biết họ sẽ làm gì Sau khi phát hiện ra những khúc xương trắng Thật may, Bảo không phải loại người Táng tận lương tâm như ông nội của anh ta Chú chó hoàng sau khi giúp Thúy và công an tìm kiếm ra hai cốt ở dưới vực thì đi đâu không ai biết. Càng nghĩ Thúy càng cảm thấy chuyện này không bình thường, cứ như có người đưa đường chỉ lối. Hai anh em cô và Minh sau khi lấy lời khai thì được cho về, còn những khúc xương thì chờ giám định ADN. Mình vui lắm, cậu không ngờ chuyến đi này có thể đem lại kết quả như vậy. Cậu không nghĩ tội ác này có ngày bị chính cháu của hung thủ vạch ra, nhưng cậu lại mong giấc mơ mình mơ thấy nhiều lần không phải sự thật chuyện tình cảm của cậu và thúy vốn dĩ đã rất khó khăn vậy mà bây giờ cậu lại biết chuyện này người bị giết là anh trai của bà nội tức là có quan hệ máu mủ với cậu còn người giết ông ấy là ông nội của người cậu có tình cảm chắc chắn họ sẽ không thể đến với nhau được nữa thế nhưng mình vẫn hồi hộp chờ kết quả lại thêm việc bà nội cậu nói dạo này bà hay mơ thấy anh trai Ông ấy nói sẽ đưa đường dẫn lối cho cháu tìm được thi thể của mình Ông ấy chết oan cháu ạ à. Mỗi lần mình nghe bà nội nói cậu chỉ an ủi Nếu thế thì cháu nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm được ông ấy thôi Nguyên nhân ông nội của Thúy giết bạn của mình là tiền Hai người vốn có ngoại hình gần giống nhau Nên sau khi ông nội của Thúy ra tay sát hại người bạn thân thiết Ông ta đã thay đổi kiểu tóc cho giống với kiểu tóc của bạn Để đi đến công ty sổ số và lĩnh thưởng số tiền trúng thưởng đã được ông nội của thúy đầu tư vào kinh doanh và sau đó trở nên giàu có mình nghĩ nếu ông cụ huân anh trai của bà nội có được số tiền đó thì bây giờ cuộc sống của những người liên quan có thay đổi nhiều không mình nghe nói nhiều người trúng số lại gặp phải tai ương hoặc không chịu khó làm ăn nữa và trở nên nghèo khổ ông cụ khải sử dụng số tiền ấy đúng cách và trở nên giàu có nhưng lại phạm tội giết người dẫu sao ông cụ khải như vậy là sai Thế nên tốt nhất là để cho pháp luật phán quyết Dường như ông ta không cảm thấy hối hận trước tội ác mình gây ra Nên chưa một giây phút nào hối hận Thế nên mình cảm thấy rất phấn uất. Dần dần cậu lại tránh xa Thúy Một thời gian sau Công an điều tra ra danh tính của những bộ xương họ tìm thấy dưới vách núi là ông cụ Huân Và hung thủ giết người là ông cụ Khải Ai cũng bàng hoàng khi biết được chuyện này nhưng càng kinh hoàng hơn khi họ biết ông Cụ Khải cũng là hung thủ đã giết vợ mình cách đây mấy năm và tự sát trước khi công an đến bắt. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trừ bảo. Điểm cuối cùng anh mơ thấy giấc mơ kinh hoàng tố cáo tội ác của ông nội, anh cũng gặp bà nội. Bà đã kể cho anh nghe về cái chết của mình, bà không phải do bất cẩn mà ngã từ trên tầng thượng xuống mà bị ông nội đẩy. Bà vô tình phát hiện ra tội ác của chồng mình khi đọc trộm nhật ký của ông và đúng lúc ấy thì ông đi vào phát hiện bảo nghe bà kể mà không thể ngờ ông nội của mình là một người như thế anh rất muốn hỏi ông nội cho ra lẽ nhưng lý trí lại mách bảo anh nên đi tìm chứng cứ và không nên để ông nội biết vốn là một người cháu được ông yêu thương nhất bảo không muốn mình là người tố cáo tội ác của ông vậy mà thúy lại là người làm chuyện đó ngày anh đi đến nơi ông gây tội ác anh đã hy vọng mình không tìm thấy gì thậm chí còn nghĩ nếu ai đó phát hiện ra thì sẽ thủ tiêu. Thế nhưng ông trời không cho phép anh làm vậy. Bây giờ nhìn cái xác của ông nội được đưa xuống từ trên cánh quạt trần, bảo cảm thấy chua xót vô cùng. Anh biết bà nội đã đưa ông đi để ông không phải chịu cảnh tù tội. Nhiều năm sau, công ty của gia đình bảo gặp khó khăn rồi phá sản. Mọi tài sản có giá trị phải bán đi để trang trải nợ nần Bảo cùng vợ con và bố mẹ mình cũng phải chuyển đến một căn chung cư nhỏ để sống. Thúy lúc ấy cũng đi lấy chồng, nhưng cuộc sống của cô cũng không khá giả. Ai cũng biết họ đang phải trả nghiệp thay cho ông nội mình. Còn Minh, sau khi ra trường thì ngay lập tức tìm được một công việc tốt. Những anh chị em của cậu cũng vậy, dần dần họ trở nên giàu có. Thỉnh thoảng Minh cũng nghe mọi người nói về Thúy, nhưng cậu không thể yêu và lấy cô ấy được tất cả cũng chỉ vì một chữ tham mà người đời sau phải gánh chịu những gì họ không đáng phải nhận. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Gia Phúc. Đêm đã khuya mà bà Loan không thể nào ngủ được. Bà cứ nằm chờ người xoành xoạch trên giường khiến cho nó cứ kêu lên những tiếng cót két làm cho ông Lám đang nằm bên cạnh Cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy Bực quá ông Lám phải cắt lên Ở hay cái bà này Bài vợ Tôi đã trả đầy đủ rồi Mà còn không chịu ngủ đi Thế à, bây giờ bà muốn thế nào nữa hả Tôi là tôi mệt lắm rồi Không cố được nữa đâu nha Bà Loan vỗ vào người chồng đánh đét một cái rồi nói Nỡ mà Nói bé thôi Không còn nó nghe thấy bây giờ Đấy là tôi cũng cố chiều ông thôi Chứ tuổi này rồi còn tha thiết chết gì Cái chuyện đấy nữa mà ông cứ bảo tôi đòi hỏi Tôi là đang lo cho cái thằng Tiến nhà mình đây này Không lấy vợ nhanh thì không khéo một vài năm nữa Có khi chẳng còn đứa con gái nào để cho nó lấy nữa đâu Nhìn những thằng bạn của nó cứ lần lượt cưới vợ Rồi đẹp con giòn giòn Mà tôi thấy sốt hết cả ruột Thế mà cái thằng ranh con nhà mình Nó cứ nhở nhơ như không vậy Ông Lãm đang sẵn cơn buồn ngủ Nghe vợ cằn nhằn thì cũng chỉ trả lời cho qua chuyện Tính nó ương bướng như thế thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm thế nào được. Bà với tôi cũng dục nó suốt được còn gì nữa. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Tôi buồn ngủ lắm rồi, để mai nói chuyện tiếp. Nói xong, ông lại lăn quay ra ngủ tiếp. Chuyện là, vợ chồng ông Lám chỉ sinh được mỗi một cậu con trai đặt tên là Tiến. Thằng Tiến không chỉ là con trai độc nhất trong nhà, lại là cháu đích tôn của cả dòng họ, gần 200 xuất đinh. Thế nên khi vừa học xong cấp 3, vợ chồng ông Lãm đã bỏ ra một số tiền để chạy trọt cho nó không phải đi nghĩa vụ quân sự. Một phần vì ông bà xót con, không muốn nó phải chịu dầm mưa dãi nắng ngoài thao trường. Nhưng một phần khác cũng chẳng kém phần quan trọng, đó là ông bà Lãm muốn nó nhanh chóng cưới vợ, rồi đẻ cho ông một thằng cu để nối dõi tông đường. Coi như vậy thì nếu như chẳng may về chầu các cụ, thì vợ chồng ông cũng thấy mãn nguyện. ấy thế nhưng thằng Tiến lại là đứa ham vui. Khi thấy bố mẹ rục lấy vợ Cậu ta cứ lắc đầu quầy quầy Bố mẹ hay nhỉ Con vừa mới học xong cấp 3 đã biết gì đâu Mà bố mẹ cứ dục con lấy vợ Hơn nữa công ăn việc làm chưa có Lấy vợ về rồi nhìn nhau mà chết đói cả lũ à Nghe những lời ấy Bà Loan liền đáp lại ngay Anh nói thế nào ấy chứ Ngày xưa bằng tuổi anh thì chúng tôi người nào cũng có con bồng con bé hết cả rồi đấy. Anh cứ nghe lời tôi, lấy vợ đi, về đây chúng tôi nuôi Chuyện đấy anh không phải lo Mặc cho bố mẹ thí thá đủ đường Thì thằng Tiến vẫn nhất định không chịu lấy vợ Thậm chí nó còn chẳng thèm đi tán gái Cứ suốt ngày vác quốc ra đồng Trăm mấy xào lúa với mấy luống ngô Lúc rảnh rỗi thì ôm con gà chọi Đi đá với mấy thằng choai choai Không thì lại đi tìm mấy lão già Trong xóm đánh cờ tướng Thấy tình hình có vẻ không ổn ông lãm đích thần đi sang gặp người em họ đang làm bí thư đoàn thanh niên của xã để xin cho nó một chân ấy là ông tính sâu xa thứ nhất bởi vì bên đoàn thanh niên toàn là nam thanh nữ tú con trai ông làm ở đấy kiểu gì chả va chạm với gái biết đâu lại nên duyên với một cô nào đấy thứ hai thì ông đã tỉ tê với người em họ rồi khi nào ông ta chuyển sang chức vụ cao hơn thì cái vị trí bí thư đoàn thanh niên xã sẽ vào tay thằng tiến rồi dần dần từ đó mà leo lên cao cái vị trí cao hơn để làm rạng danh dòng họ. Người kia nể lời ông lắm và thấy mình cũng phải có trách nhiệm với ông trưởng họ tương lai. Là thằng Tiến nên cũng kiếm được cho nó một chân trong đoàn thanh niên của xã. Thằng Tiến vốn là người thông minh, nhanh nhẹn, lại ăn nói có duyên nên cũng được anh em quý lắm. ấy thế nhưng sau một thời gian con trai đi làm ở bên đoàn thanh niên mà cũng chẳng thấy nó đạt động gì đến chuyện vợ con Thậm chí đến người yêu cũng không thấy nó dẫn về nhà. Ông bà lám này sốt xình xịch, ngày nào cũng than ngắn thở dài. Anh xem thế nào để tính chuyện vợ con đi cho chúng tôi nhờ. Ngày trước anh lấy lý do còn trẻ, còn chưa kiếm đạt tiền, không biết lấy gì nuôi vợ con. Nhưng bây giờ khác rồi, anh đã được ăn lương nhà nước, cũng hăm mấy tuổi đầu rồi chứ còn trẻ nữa đâu. Thôi, lấy vợ đi còn nhá. Nghe bố mẹ dục thằng tiến chỉ gãi đầu gãi tai thì bố mẹ cũng phải từ từ vợ con là chuyện trọng đại sống với nhau cả đời cơ mà phải để cho con có thời gian tìm được người phù hợp với mình chứ ôi dạo ơi các anh bây giờ cứ vẽ chuyện ngày xưa tôi với bố anh có biết yêu đương là gì đâu thế mà chúng tôi vẫn sống hạnh phúc rồi đẻ ra anh đấy thôi anh mà không chịu lấy vợ kiểu gì cũng có ngày tôi dắt về một đứa rồi nhốt anh chị lại bao giờ toi ra một thằng cu thì tôi mới cho ra Tôi đợt tôi không có nói đùa đâu đấy nhá Đợt này thấy bố mẹ có vẻ làm căng Nên Tiến cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện Phải tìm lấy một cô vợ Cậu sợ Chả may bố mẹ cậu mà điên lên Dắt ngay một con sư tử cái về Rồi nhốt cậu vào một phòng với nó Thế thì có mặt tan nát một đời trai của cậu Vậy là công cuộc đi tìm kiếm vợ của thằng Tiến Bắt đầu Chả hiểu số Tiến may mắn Hay là do duyên số sắp đặt thế nào mà gần đây đoàn thanh niên xã lại có thêm một người mới Em ấy tên là Lan Năm nay mới tròn 18 tuổi Còn ông trưởng thôn Làng Vân Người dân quê của Tiến vẫn truyền tay nhau rằng Nước giếng Làng Vân vừa trong lại vừa ngọt nhất vùng Thế nên gái Làng Vân chẳng những xinh đẹp Cô nào ra cũng trắng mịn như trứng cà bóc Lại còn hát hay nữa chứ Chỉ biết lời đồn ấy có đúng hay không Nhưng mà chuyện em Lan rất xinh Là sự thật không thể chối cãi còn nói theo đúng ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ Thì em Lan xứng đáng được gọi là hot girl Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp Mà Lan còn sở hữu một giọng hát ngọt ngào Cứ mỗi lần biểu diễn văn nghệ Cô khoác lên người bộ quần áo tứ thân Tay cầm chiếc nón quay thao mà cất giọng Đứng ở đằng xa Yêu nhau đứng ở đằng xa Còn mắt liếc lại bằng ba đứng gần Em còn son, anh cũng còn son, Ước gì ta được làm con một nhà Em về anh về thưa với mẹ cha Thì không chỉ Tiến mà tất cả đám thanh niên có mặt ở đó Đều thấy tim mình như thắt lại Không những thế Đôi mắt to tròn của Lan lúng liếng Khiến cho cậu nào cũng phải chết mê chết mệt ánh mắt ấy Tiến bị tiếng sét ái tình đánh cục Và bắt đầu mon men lại gần Để tìm hiểu Lan Được một thời gian thì Tiến cũng cảm nhận được rằng cô nàng cũng có tình ý với mình Chả thế mà nhiều lần tiến nhìn trộm về phía Lan Thì cũng thấy cô bé ấy đang nhìn mình Không chỉ có vậy Cô nàng còn tỏ ra khá bạo dạn Nhiều lần cố tình kiếm cớ để nói chuyện với Tiến Chả hiểu sao những lúc ấy dù thích lắm Nhưng mặt cậu cứ đỏ lựng lên Như thằng ăn trộm bị người ta bắt quả tang Điều đó cho thấy Trong công việc Tiến là người rất sông sáo nhiệt tình ấy thế nhưng trong chuyện tình cảm cậu lại là một anh chàng khá nhút nhát mặc dù biết đối phương cũng có dấu hiệu bật đèn xanh cho mình nhưng cũng chưa dám nói thật lòng mình để đổi mỗi khi không nhìn thấy lan là tiến lại thấy nhớ cồn cào do làm cùng nhau nên tiến cũng thừa hiểu xung quanh có rất nhiều thằng cũng đang mon men lại gần để tán tỉnh em lan nếu cậu không nhanh chân thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thằng khác cướp mất em ấy sau mấy đêm suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ tiến quyết định. Không thể cứ mãi im lặng rồi nhìn em Lan lên xe hoa với thằng khác được. Kiểu gì tối nay cũng phải đến nhà em ấy chơi mới được. Thế nhưng, việc mò sang tán gái bên làng khác cũng là một chuyện rất khó khăn. Bởi vì ở thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước, ở vùng quê này thằng nào đi tán gái mà không có người bảo kê thì cứ gọi là tập xác định. Nhẹ thì bị đám trai làng khác cho cả người cả xe, xuống sông mò tôm, nặng thì cho ăn no đòn. Thế là Tiến vắt óc lên để tìm một thằng đi cùng mình. Và người ấy không phải ai khác mà chính là thằng Nam Xeo. Lý do để Tiến chọn thằng này đồng hành cùng mình bởi vì nó rất nhiệt tình với bạn bè. Và điều quan trọng nhất là thằng này có mối quan hệ rộng, có thể bảo kê được cho cậu ra vào làng bên mà không gặp rắc rối gì. Ngày chiều hôm đó thằng Tiến mò sang nhà thằng Nam Xeo vừa thấy cậu ta thỏ đầu vào, thằng Nam Sẹo đã lôi ngay xuống mâm rượu. Sao hôm nay rồng để tới nhà tôm thế này? Tao uống rượu một mình đang chán đây. Thôi, ngồi xuống đây uống với tao vài ly cho đỡ buồn. Nói rồi thằng Nam Sẹo nhanh tay, rót đầy rượu và cái chén không ở trước mặt rồi đưa cho bạn. Tiến cũng không khách sáo, nhận lấy chén rượu từ tay thằng Nam Sẹo rồi uống một hơi hết sạch. Lúc này thằng Nam Sẹo mới hất hàm hỏi. Sao? Có việc gì mà tự nhiên lại sang tìm tao thế này? Bố thằng chó, cứ phải có việc mới được sang nhà mày được à? Thằng nam sẹo thấy bị hỏi vặn, nó cười khảnh khạch, rồi rót đầy hai chén rượu nữa rồi bảo. Trời với nhau từ lúc còn cởi chuồng tám ao, tao còn lạ đếch gì mày nữa. Uống hết chén rượu này rồi nói thật đi. Sang tìm tao có việc gì? Thế là hai thằng lại đưa chén lên cạch một cái rồi đưa tuột chén rượu lên mồm uống cạn. Sau đó thằng Tiến mới nói. Đúng là tao sang đây định nhờ mày tiếp việc. Nói đến đây thằng Tiến ngập ngừng dừng lại rồi gái đầu gái tay trình bày lý do. Tối nay tao muốn sang làng Vân chơi, định đùa mày đi cùng cho vui. Thằng Nam Sẹo nghe thằng bạn nối khố nói thế thì vỗ vào vai thằng Tiến đánh bốp một cái rồi nói. Khá, khá lắm mày đã nhắm được một em bên làng vân rồi đúng không thế thì cứ nói thẳng toẹt ra là đi theo bảo kê cho mày tán gái luôn đi có phải nhanh gọn không con bay đặt văn vở đi cùng cho vui mà gái làng vân em nào cũng ngon thế không sợ tao thịt mất em ấy à bỗng một tiếng dậm chân bành bạch vang lên giữa nhà làm cho nụ cười trên môi thằng nam Xèo ngay lập tức biến mất người vừa tạo ra tiếng động ấy chính là con hiền vợ của thằng nam Xèo Cô ta đang cho con bú trong buồng Giọng tay lên hóng chuyện Thì nghe thấy thằng chồng cứ nói ông ông cái gì mà tán gái Rồi thịt em nọ em kia Nghĩ là mình đang ở cữ Chồng chán nên hắn ta định ra ngoài tòm tem con nào Thì cô nàng đặt ngay thằng cu con xuống võng Chạy ra giữa nhà Đứng chắp tay vào hông mà nói Ông Nam Ông vừa nói cái gì đấy Ông định trốn tôi đi thịt con nào Con nào Nói mau thằng nam sẹo mặt đang đỏ vì rượu bỗng nhiên chuyển sang tím ngắt vì sợ luống cuống thế nào còn đánh đổ cả chén rượu vừa với rót ra nhưng chưa kịp uống thằng tiến cảm tưởng như trời sắp sập đến nơi rồi phải vội vàng lên tiếng thanh minh cho bạn "Ờ à, à, ấy chết em đừng hiểu nhầm tối nay anh mượn chồng em một lúc để đi bảo kê cho anh thôi không có mấy thằng thanh niên làng bên nó thịt anh mất anh đảm bảo sẽ không cho nó nhòm ngó đến đứa nào đâu em cứ yên tâm Lúc này mặt con hiền mới giãn ra <laughs> Thế mà em lại cứ tưởng lão làm nhà em định dụ dỗ anh đi vào con đường tội lỗi Thì ra là hiểu nhầm thôi à Anh thông cảm nhé Uống rượu đi Nói xong Cô ta lại lật đật cắp cái mông đít như cái rổ xề đi vào buồng cho con bú tiếp Thằng Nam sẹo đưa tay lên chán quẹt đi những giọt mồ hôi Đang chảy ra dòng dòng mà nói hố hồn Mày thấy không Còn mụ vợ tạo nó thính tay như chó vậy chỉ cần nó mà đánh hơi được chuyện gì Thì nó lại nổi điên lên ngay Tao thấy lấy vợ muộn như mày lại hay Có được thêm mấy năm tự do tung hoành Muốn tán tình em nào cũng được Ngày xưa tao ngu quá Bị mụ ấy cho vào chồng sớm Ngày ấy con sư tử cái nhà tao Nó cũng ăn nói ngọt ngào lắm Nào là em nguyện là người nâng khăn Sửa túi suốt đời cho anh Tao nghe thấy thế thì gật đầu Vội rồi vứt rước nó về Ai à, dè, dạ. Lấy nhau về nó mới lộ nguyên hình là một con sư tử cái Bây giờ hối hận cũng muộn rồi Nhiều khi đi qua mấy em ngon lắm Cha biết chúng nó xịt cái gì lên người Mà cứ gọi là thơm phương phức Thế mà tờ Cha dám liếc ngang liếc dọc lên một cái Chỉ sợ đến tay con vợ tao Nó mà điên lên Cầm con dao bầu cắt phăng mẹ cái bộ ấm chén của tao đi Thì đúng là sống không bằng chết Nói xong hắn ta rót đầy chén rượu Rồi uống tập một phát như để trôi đi những ấm ức trong lòng Thằng Tiến thấy thế thì cũng rỉ tai hỏi nhỏ Còn vợ mày tên là Hiền Mà nó lại giữ như sư tử Hà Đông ấy nhỉ Mà sao tao thấy mày ra ngoài cũng hổ báo cáo trồn lắm cơ mà Có biết sợ bố con thằng nào đâu Sao ở lại ở nhà khép nép với vợ thế Thằng Nam sẹo vài cái cánh tay chi chít sẹo lên Rồi lên trước mặt thằng bạn nối khố mà nói Đúng là cuộc sống đeo giống cuộc đời mẹ Mày nhìn đi, không phải tự nhiên mà tao có được cái biệt danh nam sẹo này. Phải đổi bằng không ít bao nhiêu trận đánh đấy. Không phải nói điều chứ. Quanh cái vùng này tao chẳng ngán bố con thằng đếch nào cả. Thế mà con vợ tao chỉ cần ho một tiếng là tao sợ hết hồn. Đến bản thân tao cũng đích hiểu nổi tại sao lại như vậy. Nói xong thằng nam sẹo thở dài ngao ngán. Đúng là từ ngày lấy vợ tao thấy trắng khác gì tự mình đeo công vào cổ. Có lẽ quãng thời gian đẹp nhất là cái thời chúng mình còn cởi chuồng tắm ao đấy mày ạ. À. Thế là thằng Nam Sẹo và thằng Tiến cứ thế chán tạc chán thủ với nhau. Và rồi, những ký ức từ cái thỏa còn cởi chuồng tắm ao lại thế ủa về trong ký ức. Vào một ngày giữa tháng sáu nắng như đổ lửa, thằng Tiến đang nằm nhắm mắt giả vờ ngủ trên giường, thì nghe thấy tiếng tắc kè kêu ngoài ngõ. Nó biết đấy là ám hiệu của mấy thằng bạn đang gọi mình. Thằng Tiến hé mắt, ngó sang gian nhà bên cạnh thì thấy im phăng phắc đoán chắc là bố mẹ mình đã ngủ say nó nhẹ nhàng trở dậy rồi chạy tót ra ngoài trong đầu đang nghĩ không biết hôm nay chúng nó sẽ bày ra trò nghịch ngợm gì đây ngoài cổng đã thập thò một đám trẻ con sàn sàn tuổi nó tóc thằng nào cũng đỏ quạch như râu ngô vì dãi nắng suốt ngày vừa thấy thằng tiến thò mặt ra thằng nam đã khoát tay ra hiệu đi ra ao làng lấy bùn ném nhau đi một lời đề nghị đầy hấp dẫn Trưa nắng thế này mà được lặn ngụp dưới làn nước ao mát lạnh thì còn gì sướng bằng thế là cả lũ kéo nhau ra chỗ ao làng vừa tới nơi thằng nào thằng nấy cởi phăng bộ quần áo đang mặc trên người rồi vất xuống đất bọn trẻ con ở quê thời ấy có biết xấu hổ là gì thằng nào thằng nấy cứ trần như nhộng chạy nhông nhông tới chỗ cầu ao được xây bằng gạch đỏ Còn chim bé tí tẹo như quả ớt chỉ thiên ở giữa háng cứ vắt và vắt vẻo theo từng bước chân của mấy đứa trẻ. Thế đổi chúng nó nhanh chóng nhảy ùm xuống ao rồi móc bùn lên mà ném nhau. Đang chơi vui vẻ thì thằng cỏ bị ăn nguyên một nắm bùn vào mặt. Cô ném khá mạnh nên nó thấy đau rát khắp mặt. Bùn còn chui cả vào mắt và mũi nữa. Thằng này vội úp mặt xuống nước để rửa sạch bùn trên mặt rồi chạy ngay lên bờ. Nó khóc lên chú chéo. Mẹ chúng mày nhá, đứa nào ném tao đau quá, Tí nữa tao vác bộ mặt này về nhà Thì bố tao đánh chết Mấy thằng kia thấy mặt thằng cò đỏ ửng Thì cũng sợ Chẳng đứa nào dám nhận là mình vừa ném nó Sợ bố mẹ thằng cò sẽ sang nhà bắt đền Một vài thằng định đi về Nhưng bị thằng Nam chặn lại Đang chơi vui mà Về làm gì vội Tao mới nghĩ ra trò này hay lắm Chúng mày ở lại chơi cho vui Nghe thấy trò chơi mới thì tất cả những ánh mắt lại đổ dồn về phía thằng Nam nó chỉ tay về phía trước rồi nói Chúng mày có nhìn thấy cái cành cây xà cừ xòa ra ao kia không? Mẹ nhà mày nữa Cái cành cây to như cái cột đình thế thì ai mà chả nhìn thấy Nhưng mà làm sao? Thế này đi Thằng nào có gan thì lao lên đấy rồi nhảy xuống dưới ao Đứa nào ở dưới nước được lâu nhất thì sẽ chiến thắng Những đứa nào thua cuộc thì phải chui qua háng người thắng cuộc Chúng mày thấy thế nào? Đứa nào đứa đấy nhìn cây xà cừ cũng khá cao thì cũng có vẻ hơi run run. Thế nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt bênh báo của thằng Nam, cứ như thể là nó đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì thằng nào cũng thấy ghét. Tất cả đều đáp lại. Chơi thì chơi, sợ đếch gì. Nhưng nếu mày mà thua thì phải giữ lời hứa đấy nhá. Chúng mày yên tâm đi, tao sẽ giữ lời. Thằng Nam vênh mặt lên đáp. Để cho công bằng, thằng Tiến tháo chiếc đồng hồ casino ra để cho cả nhóm bấm thời gian và cuộc thi bắt đầu. Từng đứa một bắt đầu leo lên cây rồi nhảy xuống dưới ao. Đứa thì toàn bộ phần lưng giáng xuống mặt nước nghe đánh bốp một phát, chắc là đau lắm nên được mấy giây đã ngoi đầu lên. Đứa thì bị rộng đầu nghe thụt một cái, chui xuống tận sát mặt bùn rồi vội ngoi lên và thấy sống mũi cay xè vì nước. Thằng Nam nhìn thấy thế thì chỉ khẽ cười khẩy nó đợi cho những đứa kia nhảy xuống hết nó mới bắt đầu leo lên nó không nhảy xuống ngay mà còn đứng uốn éo trên cành cây như cố tình chọc tức mấy đứa bên dưới chỉ thấy rầm một cái cả người nó nhanh chóng biến mất dưới làn nước ao đám bạn hồi hộp nhìn vào cái đồng hồ bấm giờ trên tay thằng tiến thế rồi một phút hai phút đến năm phút trôi qua mà chẳng thấy thằng nam ngoi lên mấy thằng kia mặt bắt đầu tái dài đi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó Cả bọn hốt hoảng lao xuống ao lặn ngụp tìm kiếm Nam ơi Nam ơi mày đâu rồi Ngồi lên đi Đừng có dọa chúng tao Chúng tao cho mày thắng đấy Thỏ đầu lên đi Nam ơi Thế nhưng tìm mãi mà cũng chẳng thấy tăm hơi của thằng Nam đâu cả Cả lũ mặt cắt không còn giọt máu Trong tâm trí non nớt của lũ trẻ Thằng nào cũng lo sợ Nếu chẳng may mà thằng Nam bị chết đuối dưới ao Thì kiểu gì chúng nó cũng bị đánh cho nát người Không khéo còn bị đi tù nữa chứ chẳng chơi đang trong giờ phút căng thẳng Thì mẹ thằng xuống tay cầm cái roi mây hầm hầm đi ra tìm nó Thằng ranh con kia lên đây Cả chúng mày nữa lên hết đây Chúng mày có biết quanh đây nhiều ma lắm không Thế mà giữa chưa dám trốn ngủ ra đây tắm Có muốn còn mà nó kéo mẹ chúng mày xuống ăn thịt không hả Thằng xuống thì sợ hãi không nói lên lời Thằng cò trả lời thay Cô ơi thằng Nam nó chết đuối rồi hay sao ấy Mãi không thấy nó ngồi lên Tìm cũng không thấy đâu lần này thì đến lượt mẹ thằng xuống tái mặt đi vì sợ lên bờ ngay nhanh lên không kéo còn mà nó bắt hết cả lũ bây giờ mấy đứa nghe thấy vậy thì sợ đến vái đái ra ngoài vội vàng leo lên bờ lúc này mẹ thằng xuống mới vất cái roi xuống đất rồi chạy đi kêu làng ôi làng nước ơi thằng nam nhà ông Hải chết đuối ngoài ao làng rồi ôi làng nước ơi nghe tiếng kêu thằng thốt ấy người ta chạy rầm rập về phía ao làng chẳng mấy chốc mà người ta đã đứng chật bờ ao hàng chục người vội lao ngay xuống ao lặn ngụp tìm kiếm chẳng mấy chốc nước trong ao trở nên đục ngầu cả tiếng đồng hồ sau mà vẫn không thấy tăm hơi cái xác của thằng nam đâu cả mẹ nó thì khóc đến mức ngất lên ngất xuống bên bờ ao bố nó thì cũng lao xuống nước hy vọng sẽ tìm thấy xác con trai thấy tình hình có vẻ không ổn ông nội thằng nam cho rằng nó đã bị ma ra giấu xác vội nhờ người đi mời ông thầy cúng làng bên sang tìm giúp. Một lúc sau ông thầy cúng được trở sang, ông đưa tay lên bấm bấm một hồi rồi phán. Mọi người lên hết đi, thằng bé này bị ma ra bắt đi rồi, nó đang giấu xác thằng bé dưới ao, các người có tìm cũng không thấy đâu. Mọi người nghe thấy thế cũng cho là phải, lật đật đi lên bờ. Mấy người đàn bà thì xuống vào giúp ông thầy lập một đàn tràng ngay ở chỗ cầu ao. Ông thầy sai chặt giúp một cành cây tre làm phan và bắt chiếc cầu bằng bè chuối để vớt linh hồn thằng Nam lên. Là thay, khi ông thầy cúng bắt đầu khua chuông có mõ thì trời đất như tối sầm lại, như kiểu sắp có một cơn rông tràn qua. Gió bắt đầu nổi lên vần vũ, làm cho cát bụi bay mù trời. Những cây tre được trồng quanh ao ngả nghiêng theo từng cơn gió, rồi va vào nhau, tạo thành những tiếng kêu rợn người. Dân làng được một phen sợ tái mặt, đứng nép sát vào nhau một lúc sau ông thầy cúng phán mọi người để ý sau nửa tuần nhang nếu thấy một con cá chép to nổi lên bơi lửa đừ rồi ngửa lên trắng bụng thì cứ nhảy xuống mà tìm ở chỗ đấy kiểu gì cũng thấy xác thằng bé tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi cũng may cơn rông chỉ bất chợt thoáng qua một lát sau gió lại ngừng thổi bầu trời cũng sáng dần ra quả đúng như lời thầy phán được nửa tuần hương thì một con chép to lắm, dài đến mấy gang tay, bóng nổi lên mặt nước với dáng mệt mỏi. Giã rời, rồi lật ngửa. Với cái bụng trắng héo cùng hai mang ngáp ngáp. Mọi người nhìn ông thầy với ánh mắt thán phục. Thầy giỏi thế nhờ, ván cứt như thần vậy. Kiểu gì lần này chả tìm được xác thằng bé. Có khi xong việc nhờ ông ấy xử luôn con ma da này đi, không để cho nó có cơ hội hại người nữa. Thế là mấy lão đàn ông bảo nhau bơi ngay xuống chỗ con cá đang ngửa bụng để tìm kiếm. Thế nhưng, các lão quần thảo mãi mà cũng vẫn chẳng thấy tăm hơi cái xác thằng Nam đâu. Ông thầy cũng thấy vậy thì cũng lộ rõ vẻ mặt hoang mang, vội vàng bắt tay kết, miệng thì lầm dầm niệm chú. Trời không có nắng, vậy mà mồ hôi của ông ta vã ra ướt hết tấm áo nâu đang mặc. Đang trong những giây phút căng thẳng, thì đột nhiên có một bà chạy như ma đuổi về phía bờ ao, miệng thì la toáng lên. Ôi làng nước ơi, Con ma, con ma, cứu tôi với. Thì đám bạn này thấy tiếng kêu cứu của mẹ thằng xuống cũng chạy ra ao làng hóng chuyện. Sau cả tiếng đồng hồ hóng hớt trên bờ, thì bà ta buồn đi vệ sinh quá nên vòng ra chỗ bãi hoang để giải quyết. ấy thế nhưng, vừa mới vạch quần ngồi xuống, còn chưa kịp đái thì đã thấy có đôi chân của trẻ con trắng héo thỏ ra từ chỗ bụi dưới. Hoảng hồn, bà ta đứng phát dậy bỏ chạy, do quá sợ hãi nên bà ta chưa kịp kéo hết quần lên vì thế mà ngã lăn xuống đất chiếc quần lại bị tụt ra bà ta cứ tưởng có người nắm lấy quần mình kéo lại nên càng sợ hãi cố gắng vùng dậy bỏ chạy về phía bờ ao mà kêu cứu dân làng thì bán tín bán nghi cho rằng ban ngày ban mặt thì ma quỷ nào dám hiện hình nhưng thấy quần bà ta ướt sũng một mảng mặt xanh như đít nhái thì cũng có mấy gã đàn ông bảo nhau ra ngoài đó xem có chuyện gì khi người ta kéo nhau ra đấy Thì thấy đúng là có đôi chân người thò ra Một ông đánh bảo vạch đám lá cây ra Thì nhận ra đó là thằng Nam Cả người nó trần như nhộng Trắng bạch như một xác chết Mồm miệng thì toàn đất cát Cứ bảo sao bà kia cứ tưởng nhìn thấy ma là phải Ông ta vui mừng reo lên khi thấy nó vẫn còn sống Đến lúc này một người mới nhớ ra là toán lên Lão thầy cúng đâu rồi Lối lão ra đây hỏi chuyện xem nào Sao lão bảo nó bị ma ra bắt đang nằm dưới ao Thế này là thế nào Khi người ta quay lại tìm Thì lão ấy đã nhanh chân trốn đi đâu mất rồi Mấy lão bậm nhậu Thấy con cá chép vẫn còn ngửa bụng ở ngoài ao Thì không chút ngần ngại Nhảy xuống bắt về om rượu uống rượu với nhau Thằng Nam được đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ Cho uống nước cừng Thì một lúc sau cũng tỉnh lại Nó kể lại rằng Vì muốn treo lũ bạn nên khi nhảy xuống ao nó lặn một hơi đến chỗ mấy cây tre ngả ra bờ ao. Vì bụi tre rậm rạp nên lũ bạn chẳng nhận ra nó đã leo lên bờ rồi ngồi xem mấy thằng bạn lặn ngụp dưới ao để tìm mình mà không nhịn được cười. Thế nhưng, nó thấy từ gốc tre bên cạnh có một đứa trẻ con, mặt mũi trắng bệch, ăn mặc rách rưới, bảo nó đi theo rồi cho ăn bánh. Thằng Nam cứ như bị đứa bé lạ kia thôi miên rồi bước đi theo nó Đứa bé kia dẫn thằng Nam đi ra chỗ bụi dưới Rồi đưa cho nó mấy cái bánh Bảo nó ăn hết đi Thằng Nam vốn là một thằng háu ăn Thấy cái bánh thơm phức Thì vội đưa lên mồm nhai ngấu nghiến Nó ăn hết sạch Cho tới khi nó căng bụng Rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết Gia đình thằng Nam biết con mình Bị những phong hồn lang thang vất vưởng Ở bụi tre trêu chọc Vội đem mâm sôi con gà ra ngoài đó cúng Sau tai nạn giờ khóc giờ cười ấy Không chỉ riêng thằng Nam mà tất cả những đứa kia đều bị bố mẹ chúng nó đánh cho một trận nhớ đời và không quên đe dọa. Nếu trốn ra đó tắm trộm một lần nữa thì sẽ chặt què chân. Kể từ lúc ở nhà thằng Nam sẹo về thì thằng Tiến cứ đi ra đi vào, chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ như đang ngóng đợi điều gì. Ăn cơm xong thì lại thấy cậu ta ăn mặc chải chuốt khác hẳn bình thường. Ông bà Lãm thấy thế thì cha hỏi. Cuối cùng hắn ta đành phải thú thực còn để mắt đến một em bên làng Vân Tối nay sang đấy chơi Bà Loan nghe thấy thế Thì sướng quá vội la toán lên Ông Lám ơi Ông nghe thấy chưa Con trai mình có người yêu rồi đấy Ôi làng nước ơi Thằng Tiến nhà tôi nó có người yêu rồi này Ông lãm cũng mừng đến ứa nước mắt Nhưng ông bình tĩnh hơn Tiến lại vỗ vai con trai Khá Khá lắm Gái làng Vân xinh nhất vùng này rồi đấy Cố lên con trai nhé bố đặt hết hy vọng vào anh đấy một lát sau thì thằng tiến và thằng nam lóc cóc đèo nhau trên con xe phượng hoàng sang làng vân cũng nhờ có thằng nam xẻo mà thằng tiến mới được lũ thanh niên làng vân để yên cho đi vào làng nhưng cũng không quên ném cho nó mấy ánh mắt gườm gườm hăm dọa sau một hai lần hỏi thăm thì hai thằng cũng tìm đến được nhà em lan thằng tiến vỗ vai bảo bạn dừng xe lại trước cổng chỉnh sửa lại đầu tóc cho cẩn thận rồi mới dám cất tiếng gọi. Lan ơi! Lan! Từ trong nhà vang lên tiếng chó sủa ông ông. Một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi bước ra. Ấy chính là ông Phú, bố của Lan. Ông ta tưởng mấy thằng thanh niên hoi trong xóm đến rình mò ve bán con bé Lan nhà ông, nên bực mình quát. Đứa nào đang thập thò ở cổng nhà ông đấy? Có tin ông thả chó ra cắn chết mẹ chúng mày không hả? Thằng Tiến nghe thấy thế thì hơi chột dạ Đưa mắt nhìn bạn Thằng nam xèo nhanh miệng trả lời ừ, Chúng cháu là bạn của em Lan nhà bác Bác cho cháu hỏi em Lan có nhà không ạ à? Ông Phú nghe thấy tiếng của thằng này lạ lắm Không phải mấy đứa thanh niên ở làng này Nên đi ra xem là đứa nào Ông nhìn qua một lượt hai người thanh niên trước mặt rồi nói Cậu là người vừa hỏi con gái tôi đúng không Cậu không thấy nhà tôi to nhất làng hay sao mà hỏi nó có nhà hay không à, Ý cháu không phải là như vậy cháu muốn hỏi là em ấy có ở trong nhà hay là đi vắng ạ? À? Thế sao không hỏi luôn như thế cho đỡ mất thời gian? Thằng Nam sẹo định nói thêm điều gì đó thì thằng Tiến đã nhanh tay bịt mồm nó lại rồi lên tiếng: bác vũ, cháu là Tiến, làm bên đoàn thanh niên Bến Lan. Hôm nay cháu đi sang làng mình có tí việc, tiện đường nên ghé vào nhà chơi ạ. À. Ông Phú nghe thấy thế thì cũng là mở nhận ra người vừa nói, bởi vì ông là trưởng thôn. Nên thỉnh thoảng vẫn phải trao đổi công việc Với bên đoàn thanh niên của xã Cũng đã có vài ba lần gặp cậu thanh niên này Ông Phú nghĩ thầm trong đầu Tao lại chả đi quốc trong bụng chúng mày Chắc phải sang đây tán tỉnh con gái tao chứ gì Ông chăm chú nhìn Tiến Thấy tướng tá thằng này cũng cao giáo Lại ăn nói lễ phép Nên có vẻ cũng hài lòng Ông nói Còn à, bé Lan nhà tôi đang rửa bát sau nhà Các cậu vào uống nước Nói xong, ông Phú chắp tay sau đít rồi đi vào nhà. Thằng Nam sẹo thì thầm vào tay bạn. Ông già em ấy có vẻ khó nhằn phết nhỉ. Thằng Tiến vội lấy tay bịt mồm nó lại. Mày bé mồm thôi, ông ấy mà nghe thấy rồi thả chó ra cắn chết bây giờ. Hai thằng dắt xe dựng vào sân rồi theo ông Phú vào nhà. Ông Phú bảo chúng nó ngồi xuống ghế rồi đi pha trà. Lan đang rửa bát sau nhà, thấy có khách tới chơi thì cũng tò mò, nên ghé mắt qua cửa sổ xem ai đến. Thầy Tiến đang ngồi ở giữa nhà thì tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, liền bỏ sợ đống bát đĩa rồi rửa tay chạy vào nhà. Ông Phú thấy con gái đi vào thì lên tiếng. Có anh Tiến với bạn tới chơi, Mày ngồi xuống uống nước. Lan ngồi xuống cạnh bố, là người từng trải nên chỉ cần nhìn qua là ông Phú cũng đoán được người đến tán tỉnh con gái ông là Tiến, còn thằng đi cùng chỉ là đứa chân gỗ bởi vì đã từng tiếp xúc với nhau một vài lần Nên không khí của cuộc nói chuyện nhanh chóng trở lên thân mật Ông Phú cũng khai thác được khá khá thông tin về gia đình chàng thanh niên Đang có ý định cơ cầm con bé Lan nhà ông Và cũng thấy khá hài lòng Bầu không khí đang vui vẻ Thế nhưng một sự cố bất chợt xảy ra Một âm thanh lạ vang lên rõ to Mọi người bỗng nhiên im bặt, Không khí trong nhà trở nên căng thẳng Hai bố con ông Phú không giấu được sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía thằng Nam Sẹo. Mặt hắn ta cũng nhanh chóng đỏ lượng lên, đủ để tố cáo rằng chính nó là người vừa tạo ra thứ âm thanh kinh khủng ấy. Tiến giận sôi ruột, tiền sư cái thằng bạn khốn nạn, ai cho phép nó thả bom vào hội nghị trong giờ phút quan trọng này. Cũng may sao Tiến lại nhanh trí nghĩ ra một cách để giữ thể diện cho thằng Nam Sẹo. Cũng chính là giữ thể diện cho mình Cậu nhìn ông Phú rồi cười cười Trước bàn nhà bác tốt thật đấy Biết vào mà nó cứ kêu kín kít thế này Thích quá Nói xong Cậu lấy ngón tay trỏ thấm ít nước trà Rồi cọ vào mặt bàn Hành động ấy tạo ra những tiếng kêu khá vui tai Những tưởng hành động này sẽ cứu vãn được tình hình Ai rẻ thằng cô em của Lan đang ngồi học bài gần đấy Chó mồm sang Chả thấy giống tí nào cả nói xong cô cậu còn nhăn mặt rồi lấy quyền vở mà quạt quạt như để xua đi cái thứ mùi kinh khủng trong không khí ai vừa thả bom mà khiếp thế kiểu này chắc vừa ăn hạt mít luộc đây mà nghe cậu nói của thằng con trai thì ông phú cũng hơi nhăn mặt nhưng có lẽ vì muốn giữ thể diện cho khách nên ông không tỏ thái độ gì quá đáng thằng tiến đánh mắt sang nhìn người tình trong mộng thì thấy lan đang đỏ mặt lên nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói Ai mang theo cái thằng của nợ này sang đây làm gì? Thằng Tiến thấy xấu hổ quá vội vã lấy cớ xin phép ra về. Thôi thì rút lui trong danh dự còn hơn là để ông Phú đuổi về. Làn cũng tiến chân ra cửa, lợi dụng lúc thằng Nam xẻo đang dắt xe ra cửa, cô thì thầm vào tai Tiến. Lần sau anh đi một mình thôi nhé, hôm nay bố em còn hiền đấy, chứ bình thường thì ông chả đuổi cổ anh về luôn rồi đấy. Nói xong cô khẽ bẹo cho cậu ta một cái gió đau vào sườn rồi chạy vào nhà. Vừa ra tới cửa, thằng Nam đã ôm vai thằng Tiến mà nói. Xin lỗi mày nhé, vừa nãy bà già tao luộc hạt mít. Tao buồn mồm mới ngồi xuống ăn mấy hạt. Ai dè... Dạ... Ai dè dạ cái tiền sư nhà mày. Mới ngày đầu đến tán tỉnh con gái nhà người ta mà đã làm thối ôm um cả nhà lên rồi. Chưa bị tống cổ ra ngoài là may mắn lắm rồi. Lần sau tới chơi chắc gì người ta đã cho vào nhà Thôi đi mà Tao đã nói rồi tao không cố ý cho tao xin lỗi Nhưng mà tao phải công nhận em này ngon vãi Nếu mày không tán được thì để tao tán cho nhé Tán cái mà cha nhà mày Có tin là tao về mách với con sư tử nhà mày Để nó cắt mẹ cái cục thịt thừa dưới háng của mày đi không Thôi đi về Lần sau có cắt vàng tao cũng không dám đủ mày đi nữa Về tới nhà thì đèn đuốc vẫn sáng choang Ông bà Lám vẫn đang ngồi ở giữa nhà Vừa thấy con trai ló mặt vào Bà Loan đã chạy ra hỏi. Ừ, sao? Tình hình thế nào rồi hả con? Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?" Tiến chỉ nói mỗi một câu. "Hỏng rồi, tất cả cũng chỉ tại mấy cái hột mít chết tiệt." Rồi hắn ta đi thẳng vào buồng của mình đóng cửa lại. Bà Loan cứ ngây người ra chẳng hiểu gì, liền gọi với theo. "Ở này, đứng lại nói cho mẹ nghe xem nào, tao chả hiểu gì cả." Chiều hôm sau lại có buổi tập văn nghệ của đoàn thanh niên xã để chuẩn bị cho trung thu, nên cả hai lại gặp nhau. Suốt cả buổi tập tới tận lúc ra về, khoảng 9 giờ tối mà Tiến không dám mở mồm ta nói với Lan một câu nào. Lan cũng biết ý, lợi dụng lúc không ai, cô mới ghé vào tay Tiến mà nói nhỏ. Anh Tiến, anh chở em về nhé, nay xe em hỏng. Tiến thấy người tình trong mộng bật đèn xanh thì sướng đến phát điên, nếu Lan không nhanh tay bịt mồm cậu lại Thì cậu đã rú lên rồi Nhưng chợt nhớ tới chốt thanh niên ở cổng làng Mà vẫn còn thấy ngại chuyện tối qua nên cậu ấp úng Anh... anh sợ đèo em về Mà không có ai bảo kê thì mấy thằng thanh niên làng em Kiểu gì chả ném anh với con xe đạp này xuống sông Chưa kể gặp bố mẹ em thì anh lại thấy ngại chuyện hôm qua lắm Anh không phải lo Bố em là trưởng thôn Mấy thằng kia thấy anh chở em về thì dù có cắt vàng chúng nó cũng chẳng dám động vào người anh. Đứa nào láo nháo, em bảo bố em báo công an xã cho đi cải tạo ngay. Hơn nữa bây giờ cũng đã muộn, chắc các cụ cũng đi ngủ rồi, ai dám cho anh vào nhà mà sao? Nghe em Lan nói thế thì thằng Tiến yên tâm, cậu gật đầu như bổ củi. Còn bé Lan cũng trèo tót lên ngồi phía sau xe của nó. Dù đã ngoài 20 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên đèo gái, lại là người tình trong mộng nên thằng tiến không tránh khỏi sự hồi hộp lẫn kích thích tim của cậu ta cứ đập thình thịch như muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực đi được một lúc sau thì thằng tiến cũng khôn ra khi nhận thấy cứ mỗi lần đi vào chỗ đường sóc là em lan lệnh nảy người lên rồi áp hai quả bưởi mềm mềm vào lưng nó khỏi phải nói cậu ta sướng đến tê người cứ thế thỉnh thoảng thằng tiến lại cố tình đi vào chỗ đường sóc để tận hưởng cái cảm giác ấy còn bé Lan cũng nhanh chóng nhận ra cái trò ranh mánh của thằng Tiến Nên thỉnh thoảng nhéo vào sườn nó một phát đau điếng Cái anh này, sao chỗ đường bằng anh không đi Mà cứ đi vào chỗ sóc làm chi vậy Không biết xót xẻ à Mồm thì nói vậy Nhưng trong đầu con bé Lan cũng đang mong cho đường dài ra Có nhiều ổ gà, thậm chí ổ voi cũng được để cho cô nàng có cơ hội mà ôm cứng lấy tấm lưng rắn chắc của thằng Tiến. Vì sắp đến trung thu nên trăng sáng lắm, đủ để thằng Tiến nhìn thấy đường mà đèo em Lan về. Chẳng mấy chốc mà đã đến chỗ cái chốt của lũ thanh niên ở đầu làng Vân. Thằng Tiến có chút thẳng thốt quay ra phía sau nói với Lan: "Tới tới chốt đầu làng rồi em ạ. Anh cứ đi đi. Thằng nào mà dám chặn anh lại để em xử cho, ngại đếch gì chúng nó." Lan vừa dứt lời thì một toán thanh niên cởi trần trùng trục nhảy ra giữa đường chặn xe lại. Mày là thằng chó nào? Đêm hôm khuya khoát vào làng tao định ăn trộm hả? Đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi. Thằng thanh niên kia vừa mới nói xong thì cả lũ cũng hò reo hưởng ứng. Đúng rồi, đánh bỏ mẹ nó đi chúng mày. Tiến chưa biết phải làm sao thì Lan nhảy khỏi xe, vênh mặt lên mà quát. Anh ấy là người yêu tao đấy, đứa nào có giỏi thì xông vào mà đánh. Có tin tao về mách với bố tao, ngày mai kiểu gì chúng mày chẳng được lên phòng công an xã uống nước chè với bạn kiểm điểm. Mấy thằng thanh niên nhận ra người vừa nói là con bé Lan Con gái ông trưởng thôn thì chúng nó im bặt Thằng vừa nãy vội cười hề hề À, nó là người yêu của em Lan hả? Thế mà anh không biết Anh thì cứ tưởng nó là trộm Nên mới bảo anh em ở đây đánh cho một trận Bây giờ biết rồi Hóa ra chỉ là hiểu nhầm thôi Em đừng về mách bố nhé Lan này sấn sổ bước tới Chị vào mặt thằng vừa nói Các ông nhớ cho kỹ nhé Kể từ hôm nay anh ấy còn đến đây nhiều lần Các ông mà gây khó dễ cho anh ấy Thì kiểu đếch gì cũng ăn cơm tù Mặc áo số đấy Tôi không thèm dọa đâu nhé Nói xong Lan lại leo lên xe thằng tiến rồi dục Đi tiếp đi anh Nói rồi em ấy còn cố tình ôm chặt lấy eo của thằng Tiến như để chiêu tức mấy thằng kia. Chẳng để lan dục lần thứ hai, thằng Tiến còng đít lên mặt đạp. Bọn thanh niên làng vân cũng dạt ra hai bên để cho xe đi qua nhìn Lan ôm sát bộ ngực căng cứng và lưng thẳng tiến, mà mấy đứa kia không giấu được ánh mắt ghen tức, sẵn lẫn sự thèm thuồng. Thế nào đứa nấy nuốt nước bọt ẩn ực, có đứa còn khẽ buột miệng. Bố khỉ, em Lan mà ôm chặt thế kia thì có cho tao chở cả ngày cũng được. Cái thằng chó kia sướng thế không biết. Đi được một đoạn thì thằng Tiến mới dám quay lại nói với người đẹp. Vừa nay anh sợ quá, mồ hôi vã ra ướt hết cả cái áo rồi đây này. Nếu không có em thì kiểu gì anh cũng no đòn với mấy thằng kia rồi. Mẹ nó chứ, thằng nào thằng đấy cũng to còn lực lưỡng như con trâu mộng ấy. Để chúng nó đánh hội đồng thì chỉ có nát người. Nhạt như cây thế mà cũng đòi đi tán gái à? Nếu không có ai bảo kê thì anh có dám một mình sang tìm em không? Thằng Tiến biết thừa là Lan đang cố tình thử lòng nó. Đúng là nếu không có ai bảo kê thì dù cho có ăn gan hùm thằng Tiến cũng chẳng dám dẫn xác sang đây ấy thế nhưng để lấy lòng người đẹp Cậu ta vẫn giờ trò nịnh hót Vì em thì anh sẵn sàng lên núi đao Vào biển lửa Còn bé Lan biết thừa đấy là lời nói dối Nhưng nghe cũng vẫn thấy thích Nên cười tích cả mắt Ôm chặt lấy lưng của thằng Tiến Mà nũng nịu. Nhớ đấy nhá Mà em nói lại với mấy thằng kia rằng Em với anh chẳng có quen biết gì hết Xem lần sau anh có dám mò sang thật không Thằng Tiến biết là người đẹp nói đùa nhưng cũng sợ vã mồ hôi khi nhớ tới ánh mắt hình viên đạn của mấy thằng thanh niên khi nãy dành cho mình. Cậu ta vội lạng sang chuyện khác. Nhanh nhỉ, có khi cũng sắp về tới nhà em rồi đấy. Đoạn này đường xấu nhiều ổ gà lắm, em bám chặt vào nhé. Thì em đang bám chặt thế này còn sao nữa, anh đi cẩn thận vào nhé. Đánh rơi em xuống đây là bố mẹ em sang bắt đền nhà anh đấy. Bỗng nhiên thằng Tiến phanh kích xen lại một cái Làm cho Lan giật mình Cô vội hỏi Sao thế anh? Vừa mới dọa một tí mà đã sợ rồi à? Tiến quay lại nhìn Lan rồi cười một cách danh mãnh Lan ơi, đêm nay trăng thanh gió mát Hay là mình đáp vào đổi sim này ngồi chơi một tí nữa rồi hãy về Vừa nãy em chả bảo giờ này bố mẹ cũng đi ngủ rồi Có vẻ muộn thêm một tí các cụ cũng chẳng biết đâu mà sợ hay mình tìm chỗ khác đi Em nghe người ta đồn là đồi sim này có ma đấy Dân làng toàn đồn thổi thế thôi Đã ai nhìn thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao đâu Thôi vào đây ngồi chơi với anh một tí rồi về Một tí thôi Có lẽ đang say men tình Nên Lan cũng gật đầu đồng ý Cả hai đi bộ Dắt xe men theo con đường đất nhỏ Đi sâu vào phía đồi sim Đi được một đoạn Thì thấy có một bãi đất trống khá bằng phẳng ở giữa có cỏ đất nhỏ hơi nhô lên cao. Tiến bảo Lan. Chỗ này đẹp đấy, ngồi đây ngắm trăng thì tuyệt vời phải biết. Đúng là chỗ này khá lý tưởng, từ đây có thể phóng tầm mắt ra xung quanh. Tiến dựng xe vào một gốc cây rồi lấy chiếc áo mưa ở sau xe, trải lên chỗ mô đất nhô cao để ngồi. Giữa khung cảnh trăng thanh gió mát lại chỉ có một cô nam quả nữ nên chẳng mấy chốc cả hai đã tiến đến ngồi sát bên nhau. Đến lúc này thì chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhìn xem mặt trăng nó tròn hay méo nữa rồi. Chỉ nghe thấy những tiếng tim đập thình thịch. Tiến đánh bạo thì thầm vào tay Lan. Lan ơi, cho anh ôm một tí nhé. Lan nũng nịu, khẽ đẩy Tiến ra. Bố em dặn chưa cưới xin gì thì không được cho thằng nào động vào người. Sớm muộn gì nó cũng chán mà bỏ đi theo con khác. Tiến vội đưa tay lên thề thốt anh xin thề có trời đất chứng giám Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi Rồi cậu ta lao vào ôm lấy Lan Mỗi bộ cách trên tóc của Lan Làm cho Tiến ngây ngất Cậu lại thì thầm vào tay Lan Em nhắm mắt vào đi Lan cũng hoàn ngoãn nghe lời Chờ đợi nụ hôn cháy bỏng của Tiến Thế nhưng khi cậu ta còn chưa kịp làm gì Thì bỗng nhiên Cả hai có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rồi một tiếng quả vang lên như xé nát không gian yên tĩnh Làm cho cả hai giật bắn mình Vừa mở mắt ra Thì thấy một khuôn mặt người con gái lạ Đang dí sát vào họ Quá sợ hãi Cả hai ngã nhào xuống đất Hít một hơi thật sâu Tiến mới đủ can đảm để hỏi Cô... Cô, cô là ai? Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây vậy? Định dọa chết chúng tôi hay sao? Người con gái kia bật cười khanh khách Cả Lan và Tiến đều nhận ra tiếng cười của cô ta Có vẻ gì đó rất ma quái Không thể diễn tả được thành lời Cười chán Cô ta mới cất giọng trả lời Mày hỏi tao là ai à Thế thì để tao nói cho chúng mày biết nhé Tao là ma Là ma đấy Nói xong cô ta chỉ vào mô đất nhỏ khi nãy Mộ tao đây này Ngay ở cái gò đất mà hai chúng mày vừa ngồi lên đấy Nói đến đây thì cô gái kia ngay lập tức biến thành một con ma nữ hết sức kê rợn. Khuôn mặt của nó tím tái, hai bên khóe miệng rỉ ra chất dịch màu đỏ như máu, bốc mùi hôi thối tẩm lợm. Trên một nhánh cây cao, con quả đen dương cặp mắt thao láo nhìn xuống. Thỉnh thoảng nó lại kêu lên những tiếng kêu ai oán, càng làm cho bầu không khí trở nên ma quái. Cả Tiến và Lan đang sợ hãi run rẩy, cố lên lết người trên đám cỏ để lùi lại phía sau cố tránh ra cái thứ ghê tởm trước mặt còn bà nữ vẫn từ từ tiến đến hai mắt của cô ta ánh lên một sự oán hận đôi trẻ chẳng biết làm gì hơn chỉ biết khóc lóc van xin xin cô tha cho chúng tôi chúng tôi không biết dưới này là ngôi mộ nên mới vô tình mạo phạm ngày mai chúng tôi hứa sẽ đem lễ cúng tạ đầy đủ còn bà nữ chẳng chút động lòng cô ta vẫn từ từ tiến tới như quyết tâm phải ăn tươi nuốt sống hai con người ở trước mặt cho bằng được. Gió bắt đầu thổi tới ù ù, kèm theo cái giá lạnh ghê người. Từng chiếc lá cành cây đang đu đưa xào xạc. Dưới ánh trăng soi, chúng như biến thành những cánh tay ma quái đang dơ ra để chộp lấy một thứ gì đó. Còn mà nữ gằn lên từng tiếng. Tha làm sao được? Bình sinh, tao ghét nhất bọn đàn ông. Toàn một lũ sở khanh. Thế mà hôm nay mày lại dám dẫn xác tới đây Còn tinh tứ trên mộ của tao Tao phải vặn cổ mày thì mới hạ được cơn giận Trong cơn sợ hãi Nhưng thằng Tiến vẫn đủ thông minh để nhận ra rằng Mình đã gặp phải một con ma nữ hận tình Cậu nghĩ thầm Thôi bỏ mẹ rồi Chắc còn ma nữ này khi sòn sống bị cái thằng nào nó phụ bạc Nên mới sinh đạo oán hận đàn ông như thế Phép này thì chết chắc rồi Cậu cố gắng thành minh đàn ông cũng có năm bảy loại không phải ai cũng là người xấu hơn nữa tôi cũng chưa làm gì quá đáng đến cô xin cô tha cho tôi lan cũng nói xúc tiến đúng rồi đấy anh ấy là một người tốt xin cô tha cho chúng tôi còn bà nữ chỉ vào mặt lan rồi gào lên giận dữ mày ngu lắm nó mới dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu đã tin sái cổ vậy thì để tao chứng minh cho mày thấy trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào tốt cả Thế rồi ánh mắt cô ta vằn vẹn lên những tia máu đỏ Rồi nhằm thẳng hướng của Tiến mà bước tới Thậm chí con ma nữ còn cố tình vặn hai tay vào nhau Để tạo thành những tiếng kêu răng rắc mà hù dọa cậu Thằng Tiến cảm nhận được cái chết đã đến rất gần Bản năng sinh tồn trỗi dậy Cậu ta cố hết sức mình đứng dậy Định kéo người yêu bỏ chạy Thế nhưng làn có lẽ vì quá sợ hãi Nên cô nàng không thể đứng lên được nữa Trong lúc hoảng sợ Tiến chỉ còn biết quay đầu bỏ chạy Lan nhìn theo mà khóc lóc trong tuyệt vọng Anh Tiến ơi Đừng bỏ em Em sợ lắm Còn ma nữ đứng nhìn theo bóng dáng của Tiến Mà cười mỉa mai Mày vừa mới giơ tay lên trời Thể thốt ghê lắm cơ mà Sao bây giờ cắp đuôi chạy nhanh thế Thằng Tiến mặc kệ cho con ma nữ xỉa sói mình, nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn thầm nghĩ, không bỏ chạy thì đứng đấy để cho mày vặn cổ tao đi à Bỗng cậu ta vấp phải hòn đá Nên cả người lao về phía trước Rồi bị ngã cắm mặt xuống đất Tín lồm cồm bỏ dậy Thì thấy bàn tay mình có thứ gì đó nhớp nháp Màu đỏ như máu Cậu ta ngó ngó lại phía sau Thì không thấy con ma nữ đuổi theo Nên mới đưa tay lại gần Xem đó là thứ quái quỷ gì Nhờ có ánh trăng Cậu nhận ra đó là những quả dâu chín Bị cậu ngã đè nên nát bét ra Cậu đưa mắt nhìn thì thấy chỗ này có mấy cây dâu rất lớn. Trong đầu tiến chợt nhớ tới lời mẹ vẫn hay nói, cảnh dâu là thứ có thể trị được tà ma. Tiến hừ lên một tiếng. Có vũ khí rồi, phèn này thì mày chết mẹ mày với ông nhé. Ông đánh cho mày tan xác, xem mày có còn dám cười nhạo ông nữa không? Không chút chần chừ, Tiến bẻ ngay mấy cảnh dâu rất to rồi chạy lại cứu người yêu. Cứ nghĩ tới việc con ma nữ làm hỏng mất mấy cái giây phút lãng mạn nhất của cuộc đời mình Làm cho máu nóng cho người cậu sôi lên rùng rục Tiến hét to Còn mà khốn nạn kìa Mày ra đây Ra đây để ông đánh tút xác mày ra Lan thấy người yêu quay lại cứu mình Thì cô nàng mừng đến rơi nước mắt Vội kêu lên Cứu em với Em sợ lắm Tiến nghe thấy tiếng khóc của Lan thì càng sôi máu Cậu định chạy lại trước người yêu thì con ma nữ lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Bây giờ nhìn cô ta còn có vẻ đáng sợ hơn khi nãy. Với một khuôn mặt đầy máu, hai con mắt trắng dã vằn bền những tia máu đỏ, đang lòi ra như muốn rơi khỏi hai hốc mắt. Còn ma nữ ngoác cái mồm rộng tới tận mang tay mà cười nhăn nhở. Mày định quay lại nạp mạng à? Tiến giờ chiếc roi dầu ra trước mặt rồi gào lên. Đời người, ai chẳng một lần phải chết. Hôm nay tao mà không đánh được mày, thì hai đứa chúng tao cũng nguyện chết cùng nhau. Nói xong, cậu ta dồn hết sức vào cánh tay để vụt mạnh chiếc roi dâu về phía con ma nữ. Khi chiếc roi dâu sắp chạm vào con ma nữ thì cô ta đột ngột biến mất. Từ đằng sau của Tiến lại vang lên tiếng cười lạnh gái Tao ở đây cơ mà. Cậu quay lại thì thấy cô ta đã ở sau mình từ khi nào. Tiến lại lao đến mà vụt. Thế nhưng cũng như khi nãy con ma nữ lại nhanh chóng biến mất rồi hiện ra sau lưng cậu mà cười sảng sặc dường như cô ta cố tình trêu ngươi tiến bị chọc tức tiến giận lắm cậu cứ cầm cảnh roi dâu mà vụt tứ tung vừa vụt cậu vừa gào lên ông đánh chết mẹ mày đột ma quỷ hại người chết mẹ mày đi chẳng biết có vụt chúng con ma nữ được phát nào không nhưng mà một lúc sau thì tiến đã mệt lạ hai mắt hoa lên ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc như châu bị cắt tiết còn ma nữ lúc này lại hiện ra trước mặt hai người nhưng không phải trong hình dáng gây rợn khi nãy nữa mà là một cô gái rất xinh đẹp tự nhiên cô ta bật khóc ta không trêu hai người nữa các người đi đi cả tiến và lan đưa mắt nhìn nhau không hiểu tại sao con ma nữ lại tự nhiên thay đổi thái độ chóng mặt đến như vậy vừa nãy cô ta còn hầm hầm định ăn tươi nuốt sống hai người thế mà bây giờ lại quay ra khóc thút thít như một đứa trẻ con quá tò mò tiến buộc miệng hỏi tại sao cô lại khóc nếu các người không sợ thì hãy lán lại một chút ta sẽ kể cho mà nghe thấy con ma nữ không còn có ý hại mình nữa thì tiến cố gắng lê lết người đến chỗ lan rồi nói tôi thì mệt quá cũng chẳng còn sức đâu mà đi nữa Người yêu tôi thì bị cô dọa cho sợ quá không nhấc chân lên được nữa đây này. Cô có điều gì thì cứ nói ra, biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trái với vẻ hung dữ khi nãy, còn mà nữ bây giờ chẳng khác gì một cô gái tội nghiệp. Cô ta bắt đầu kể. Khi còn sống ta đã từng rất yêu một người. Hắn ta dùng những lời lẽ ngon ngọt để cho ta tin vào tình yêu của hắn. Thế nhưng sau khi có được thân xác ta, thì hắn lại hiện đó là một kẻ sợ khanh, bỏ ta để cưới con gái một nhà giàu có, quá đau khổ vì bị người yêu phản bội nên ta đã lên đồi sim này. Nơi mà khi xưa hai chúng ta hẹn hò để uống thuốc độc quyên sinh. Khi dân làng phát hiện ra thì chôn luôn tại đây. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, nhưng vì mang theo oán hận quá lớn mà ta không thể nào siêu thoát, vẫn chỉ là một vong hồn vất vưởng ở đây. Có lẽ vì quá xúc động, sau bao nhiêu năm nằm dưới đất lạnh Mới có dịp nói ra những uất ức trong lòng Nên cô ta dừng lại khóc thốt thít Một lát sau mới nói tiếp Vì bị phụ tình Nên ta không còn có niềm tin vào bất cứ người đàn ông nào Tối nay khi thấy hai người dẫn nhau đến đây hẹn hò thể thốt Ta cũng nghĩ cậu giống như bao gã sợ khanh khác trên đời Định lừa gạt cô bé này Thế nên ta mới định dọa cho cậu một trận Để cho cô ấy thấy được rằng Cậu cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì trong lúc khó khăn hoạn nạn sẵn sàng bỏ rơi người yêu để chạy thoát thân. Nhưng ta không ngờ được rằng cậu dám quay lại chiến đấu với một hồn ma như ta để cứu cô ấy. Bây giờ ta mới hiểu ra rằng trên đời này vẫn còn có tình yêu đích thực và vẫn còn có những người đàn ông tốt để yêu thương. Làn nghe câu chuyện của con ma nữ thì cũng động lòng chắc ẩn. Cô lên tiếng an ủi. Không ngờ số phận cô lại bi thương như thế ngày mai chúng tôi sẽ nhờ sư trên chùa đến để tụng kinh siêu độ cho cô sớm ngày siêu thoát nhé mà nữ khẽ mỉm cười lắc đầu không cần đâu từ trước tới nay ta vẫn ôm trong lòng mối hận với đàn ông nhưng hôm nay nhờ có hai người và ta biết rằng trên đời này vẫn còn có những con người sẵn sàng sống chết vì nhau bây giờ ta sẽ quay về âm giới uống canh mạnh bà để quên hết đi những ký ức đau thương của kiếp này rồi đầu thai lại làm người Nói xong mà nữ nhẹ nhàng quay đi Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện Xin lỗi vì lúc nãy đã làm mất Giây phút lãng mạn của hai người Bây giờ thì cứ tự nhiên đi nhé Chúc hạnh phúc Rồi thân thể cô ta từ từ tan biến vào hư vô Đổi sim lại trở về Với khung cảnh lãng mạn vốn có của nó Tiến thở vào nhà nhóm Cậu nháy mắt bên Lan Mình tiếp tục đi nhỉ Thế rồi cậu ôm ghì lấy Lan Đặt lên môi Lan một nụ hôn cháy bỏng Lan cũng nhiệt tình đáp lại Bỗng có tiếng gọi vọng tới Lan! Lan ơi! Mày ở đâu thì về ngay cho tao Thì ra đó là tiếng ông Phú Ông thấy trời đã khuya Mà vẫn chưa thấy cô con gái đi tập văn nghệ về Trong lòng nóng như lửa đốt Vội đạp xe đi tìm Đến chỗ đầu làng mấy thằng thanh niên bảo là con gái mình đã được một thằng thanh niên làng khác trở về nhưng vẫn chưa thấy hắn ta quay ra ông phú đoán hai đứa chúng nó vẫn còn trong làng này chắc đang hú hí với nhau ở chỗ nào nên quay xe trở lại vừa đi vừa gọi tên con gái để cho nó biết đường mà về nhà lan vội đẩy tiến ra hốt hoảng nói chết rồi là bố em gọi đấy về nhanh không thì ông đánh cho nát mông dù tiếc lắm nhưng Tiến đành phải buông Lan Rồi bảo Em đến xe anh đèo cho nhanh Lan chỉ vào chiếc áo mưa bị gió cuốn vào một gốc cây xem Còn cái áo mưa thì sao? Tiến nháy mắt Cứ để đấy Tối mai mình lại ra đây hóng gió tiếp Lan thấy Tiến nói cũng đúng Còn nhiều thứ phải khám phá lắm Nên vội trèo tót lên phía sau Rồi dục Anh đi nhanh lên Tiến leo lên xe thả dốc đi xuống. Tiếng gọi của ông Phú vẫn cứ vang lên đều đều, càng ngày càng nghe rõ hơn. Khi sắp ra khỏi đổi sim thì xe của Tiến lao đi càng nhanh. Cậu loáng thoáng thấy có chiếc xe đạp ở ngoài đường cũng đang đi tới. Tiến chỉ kịp hét lên. Tránh ra! Xe bị đứt phanh! Tránh ra nào! Thế rồi một tiếng rầm vang lên. Cả hai chiếc xe đều ngã lan xuống đường. Tiến lồm cồm bỏ dậy chạy tới đỡ người yêu. Cũng may vừa nãy cậu nhanh tay đánh lái kịp nên chỉ va quẹt nhẹ vào chiếc xe kia. Cả hai hoàng hồn khi nhìn thấy người đang lồm cồm bỏ dậy là ông Phú. Lan vội chạy lại đỡ bố. Bố, bố có sao không? Dạo phải rằng cái gì, suýt nữa thì gấy hết răng rồi đến này Chợ đông thấy quần con gái sộc sạch, lại phi từ chỗ đổi sim đi ra cùng với một thằng thanh niên, thì lao tới túm cổ tiến. Thằng này, mày làm gì con gái ta một quần áo nó sộc sạch thế này hả tiến thấy ông phú như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì chỉ ú ớ cháu, cháu cháu có làm gì đâu lan vội chạy lại thanh minh với bố chúng con vừa bị ma nhát sợ quá bỏ chạy nên quần áo mới lấm lem thế thôi không phải như bố nghĩ đâu ông phú nghe thấy con gái nhắc đến ma thì ông nhớ ngay tới những lời đồn thổi của dân làng họ vẫn bảo ở đây có một con ma nữ vì hận tình nên ghét đàn ông lắm Ông hơi trột dạ Vội chạy lại dựng chiếc xe đạp lên rồi nói Chúng mày theo tao về nhà rồi nói chuyện Nói xong Ông cong đít lên đạp Cứ như thể con ma nữ kia đang đuổi theo phía sau vậy Khi Tiến đèo Lan về tới nhà Thì ông Phú đã hầm hầm đứng ở cửa đợi sẵn Lan và Tiến theo bố vào nhà rồi Kể lại cho ông nghe những gì đã xảy ra ở đồi sim Nhưng tất nhiên là họ chỉ dám kể những chuyện liên quan đến con ma nữ mà thôi Đâu dám kể những chuyện ABC khác Dù chỉ nghe lại từ miệng của hai đứa trẻ Nhưng mồ hôi của ông Phú cũng vã ra như tắm Sau khi cha hỏi vặn vẹo một hồi Biết chắc là Tiến chưa sớm mũi được gì con gái mình Thì ông mới yên tâm để cậu ta ra về Khi Tiến vừa đi ra khỏi nhà Ông Phú ghé sát vào tay vợ Mai à, bà đi quanh xóm xem nhà nào có lợn ngon Thì dặn họ để cho tôi một con to nhất nhé Sao à, tự xưng ông mua lợn về làm gì? Còn làm gì nữa? Là mấy mâm cơm được gà quách con Lan nhà mình cho thằng Tiến chứ sao? Còn Lan nhà mình cứ đi tập tành văn nghệ ngoài đồi sim thế này Thì tôi sợ rằng không sớm thì muộn Kiểu gì cái bụng nó cũng ảnh lên như cái trống cho mà xem Đến lúc ấy thì bà với tôi chỉ còn nước đèo mo vào mặt thôi Nhưng mình đã biết cậu kia là người như thế nào đâu Còn gia đình cậu ta nữa chứ Qua chuyện tối nay thì tôi thấy yên tâm hoàn toàn với thằng này về phía gia đình nó thì bà cũng yên tâm Họ ra bố nó là ông lãm người làng Hà. Nhà ông này ra giáo lại khá già Ngày xưa ông ấy còn học vỡ lòng với tôi nữa đấy Lúc chiều họp trên xã về tôi có gặp ông ấy ngoài đường Ông ấy cũng hỏi tôi chuyện hai đứa chúng nó Chỉ cần nhà mình gật đầu đồng ý là người ta sẽ mang chầu cau sang đứa con Lan về làm vợ ngay Bà cứ yên tâm Thế rồi chẳng bao lâu sau cái đêm định mệnh ở ngoài đồi sim Thì một đám cưới hoành tráng cũng được diễn ra Lan dạng dỡ trong bộ váy cưới bước lên xe hoa về nhà chồng trong sự tiếc nuối ngẩn ngơ của đám trai làng. Không phụ sự mong ngóng của bố mẹ hai bên, Lan đẻ sòn sòn cho tiến ba năm hai thằng cu kháu khỉnh. Đội sim năm xưa bị đồn có ma, thì bây giờ lại là nơi hẹn hò lý tưởng của các đôi trai gái. Và cũng từ đó biết bao câu chuyện tình yêu đẹp đẽ lại được viết nên. Chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị hy vọng rằng hai tập truyện ngày hôm nay sẽ làm quý vị hài lòng nhé quý vị hãy để lại những bình luận comment nói lên cảm xúc suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại